Chương 1280, thôi diễn, nội điện đánh bại điện chủ đại đồ đệ Tô Tuấn, đến hỏa thánh cảm mến, ôm mỹ nhân về. Liên quan tới nghịch thánh từ loạn thạch cương bắt đầu, từng bước một quật khởi trải qua, cũng như truyền thuyết đồng dạng, lưu truyền tại cổ ma điện bên trong. Thậm chí đại gia biết, từ Viêm Sở Dĩ trở thành thiếu điện chủ, đều là bởi vì nghịch thánh đại nhân. Có thể nói, bây giờ nghịch thánh tại cổ ma điện thanh danh, đã trải qua khoảng chừng điện chủ đại nhân cùng điện chủ phu nhân phía dưới còn lại dù là nguyên bản thất thánh đứng đầu kiếm thánh, đều không có nghịch thánh thanh danh lớn. Nghịch thánh núi, giờ phút này, nghịch thánh núi bên ngoài, có một cái hỏa cầu khổng lồ tại bên trên bầu trời trôi nổi. Mà nhìn kỹ, hỏa cầu này bên trong, ngồi xếp bằng một người. Không biết bao nhiêu người đi ngang qua nghịch thánh núi, nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong mắt đều là mang theo vẻ sùng kính. Người này chính là cổ ma điện tám thánh một trong, hỏa thánh. Đại gia biết, hỏa thánh cũng là nghịch thánh lớn nhân thê tử, hắn ở chỗ này, đã trải qua ngồi xếp bằng trọn vẹn 40 năm, hắn một mực tại vì nghịch thánh đại nhân hộ pháp. Trong mắt mọi người cũng đều là mang theo vẻ hâm mộ, có vợ như thế còn cầu mong gì. Giờ khắc này, hỏa cầu kia bên trong ngồi xếp bằng đại hỏa nhi bỗng nhiên hai mắt mở ra, nhạt nói, phu quân, thế nào? Tiếp theo, một đạo truyền âm từ bên tai nàng truyền đến. Mấy ngày nữa, ta muốn ly khai một đoạn thời gian. Đại hỏa nhi ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, phu quân, bây giờ muốn đi nơi nào, hỏa nhi, Việc này một mình ta liền có thể giải quyết, người không tốt tham dự, yên tâm, xử lý xong, ta liền sẽ trở về. Cổ phong thanh âm lần nữa truyền đến, đại hỏa nhi không tiếp tục nhiều lời, nàng tin tưởng phu quân mình, lập tức hắn hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu hành. Động phủ bên trong, cự ma phách thể công cửu chuyển ma khí công ta đều đã tu luyện tới tầng thứ 8, chỉ kém cửu hồn tố ma công nhanh, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ký bắc lương, chờ lấy ta tới lấy người đầu người. Băng tuyết thánh tông, băng thần sơn đỉnh chóp. Tông chủ trong các, tế đàn bên trên, ký bắc lương ngồi xếp bằng. Phốc, giờ khắc này, ký bắc lương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt biến đến nhợt nhạt. Thất bại, thất bại lần nữa, bây giờ hắn tu vi đã trải qua đạt tới thiên dương tiểu viên mãn, đây đã là hắn lần thứ bảy trùng kích thiên dương đại viên mãn, nhưng vẫn cố thất bại. Trước mặt hắn, phủ lên một quyển mở ra quyển ra cửu trục. Giờ phút này, cái kia tấm da dê bên trên, một mảnh xương mù màu máu dâng lên, cái kia xương mù màu máu ngưng tụ thành một cái đầu có hai sừng, tiêm nha chi tiêu quái dị đồng tử. Tiền bối, ta thất bại, ký bác lương đắng chát mở miệng, huyết sắc đồng tử trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, người tâm, không được tính, vẻn vẹn chết cô con gái mà thôi, tính được cái đại sự gì, tu đại đạo, chút chuyện này đều không thể tiếp nhận, người sao có thể đột phá. Tiền bối, đó dù sao cũng là nữ nhi của ta, ta duy nhất nữ nhi. Ký bác lương không khỏi mở miệng, trong đầu hắn, không khỏi hiện ra ký lam tâm từ sơ sinh đến lớn lên từng màn, trong mắt nước mắt không khỏi hiển hiện. Từ khi 10 năm trước, ký lam tâm hồn bài vỡ vụn về sau, ký bắc lương tu vi chính là cũng không còn cách nào tiến lên. Hắn vốn cho rằng, bản thân tu hành đến loại tình trạng này, thân tình đã trải qua thấy cực nhẹ, nhưng khi biết được nữ nhi của mình tin chết một khắc, tinh thần hắn trong nháy mắt sụp đổ. Ký bắc lương tuổi nhỏ thời điểm, phụ mẫu chết bệnh. Thành tựu đỉnh phong thời điểm, vợ cả bỏ mình. Hơn 9.000 năm trước, hắn chết nhi tử bây giờ lại chết nữ nhi có thể nói đời này bên trên hắn rốt cuộc không có bất kỳ cái gì chân chính giá trị bên trên thân nhân trong lòng của hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có cô tịch trong nháy mắt đó hắn thậm chí đang nghĩ bản thân tu hành đến tột cùng vì sao sao hắn hối hận hắn là vì lợi ích một người vì tiền bối kia trong miệng vong trần châu để nữ nhi tiến đến vong trần hồ là hắn hại chết nữ nhi của mình hỗn chướng quả thực hỗn chướng nữ nhi không người có thể lại tìm một nữ nhân, lại sinh chính là, nhưng người tu vi nếu là không vào, người sau này như thế nào đạp bên trên đỉnh phong, đột phá giới hạn, thành tựu cực hạn. Huyết sắc đồng tử không nghĩ tới ký lam tâm chết, để ký bắc lương chuyển biến lớn như vậy. Ký bắc lương thở dài mở miệng, tiền bối, đột nhiên, ta cảm giác rất mệt mỏi, ta tu hành cho tới bây giờ, hoặc là tu hành đến cảnh giới cao hơn, mà ta khoái hoạt, lại không còn có người có thể chia sẻ, cái này tu hành giá trị, chân chính ở nơi đó huyết sắc đồng tử nhìn thấy cảnh này, đối với ký bắc lương càng thêm thất vọng, nếu không có hắn cần người trước mắt, hắn hận không thể lập tức đem một trường vỗ chết. Lập tức huyết sắc đồng tử nhãn châu xoay động, lúc này mở miệng, người tên hèn nhát này, người chẳng lẽ quên người nhi tử là ra sao chết sao? Nhi tử, làm phong, ta nhi tử, là bị cổ phong giết chết, giờ phút này, ký bắc lương mở miệng, lúc này hắn mặt bên trên thở dài vẻ tiêu tán, toàn bộ mặt hiện lên ra vô cùng sát ý huyết sắc đồng tử nói ra, người nhi tử thù lớn chưa trả, người liền không muốn phát triển, người chờ mắt nhìn người giết người cử nhân tại nhân gian tiêu giao tự tại, người sao xứng làm một người cha. Đúng, ta muốn giết cổ phong, ta thử sinh mục tiêu, chính là muốn giết cổ phong. Ký bắc lương bỗng nhiên, toàn bộ đều là lộ ra điên cuồng khí tức. Huyết sắc đồng tử gặp tình hình, lại là tiếp tục nói, người tu hành không chỉ có vì ngươi nhi tử, còn có người nữ nhi, nàng vì ngươi mà chết, Ngươi như không đem giết nàng thù ra chém giết, người có thể nào xứng đáng nàng dưới suối vàng chi linh. Đúng, ta cái kia khả ái nữ nhi, là ai giết nàng, ta nhất định phải đem chém giết. Ký bác lương mở miệng, bất quá lập tức nói, chỉ tiếc, làm tâm tại vong trần trong hồ bị giết chết, bây giờ ta không cách nào biết giết nàng mối thù người rốt cuộc là ai. Chỉ cần ngươi đồng ý khắc khổ tu hành, bản tôn liền hy sinh một chút hồn lực, giúp ngươi tìm tới cái này giết con gái của ngươi cửu nhân huyết sắc đồng tử gặp ký bắc lương mặt lên giết ý dần dần nồng đậm lập tức mở miệng lần nữa nhược tiền bối có thể giúp vãn bối tìm tới giết nữ cửu nhân vãn bối tất nhiên khắc khổ tu hành không cô phụ tiền bối đại ân ký bắc lương lúc này gật đầu bây giờ hắn đã không còn thân nhân trong lòng của hắn chỉ có báo thù vì nữ nhi báo thù vì nhi tử báo thù tốt cái kia bản tôn liền giúp ngươi một tay ngươi nhưng có con gái của ngươi đồ vật xuất ra một kiện huyết sắc đồng tử nói ra ký bắc lương nghĩ đến từ trong nạp giới xuất ra một khối khóa vàng, lập tức trong mắt mang theo hồi ức mở miệng, kim tỏa này, là lam tâm lúc mới sinh ra, ta vì nàng chế tạo, nương theo nàng trưởng thành đến một tuổi. Huyết sắc đồng tử hơi không kiên nhẫn, một tay lấy khóa vàng từ ký bắc lương trong tay túm lấy. Lập tức, hai tay của hắn đánh ra trận trận pháp quyết, một mảnh huyết sắc trận văn chính là nổi lên. Rất nhanh, này huyết sắc trận văn, cô động phía dưới, hóa thành một cái cự đại huyết sắc la bàn. Nhân quả tuần hoàn, có nhân liền có quả, giết khí lam tâm người, nhiễm phải ký lam tâm nhân quả khí tức, bản tôn liền đến xem, người rốt cuộc là ai. Huyết sắc đồng tử vừa nói, trong tay một đạo huyết quang đánh ra, trực tiếp rơi vào cái kia khóa vàng bên trên. Lúc này, khóa vàng bên trên quang mang chớp nhấp nháy, huyết sắc là bản chấn động kịch liệt đứng lên. chương 1281, động thủ, ký bác lương ánh mắt khóa chặt, hắn đã ở phỏng đoán, rốt cuộc là ai giết nữ nhi của mình. Chỉ thấy, huyết sắc là bản bên trên, một mảnh huyết vụ hiển hiện, những huyết vụ này bắt đầu hội tụ. Nhưng mà, huyết vụ này bất kể như thế nào hội tụ, vậy mà đều là không cách nào thành hình. Huyết sắc đồng tử sắc mặt, dần dần khó coi một chút, không nghĩ tới giết con gái của ngươi người nhân quả cường đại như thế. Người này tất nhiên là cao thủ, bất quá không quan hệ, chẳng cần biết hắn là ai, bản tôn cũng có thể đem thôi diễn ra, huyết diễn thuật, mở. Lời nói ở giữa, huyết sắc đồng thời lại là đánh ra rất nhiều huyết sắc pháp quyết cái kia huyết vụ lần nữa điên cuồng thay đổi, chấn động kịch liệt. Huyết sắc đồng tử sắc mặt, càng ngày càng khó coi, nhưng mà, cái kia vặn vẹo huyết vụ thủy chung không cách nào thành hình. Phốc, cũng tại lúc này, huyết sắc đồng tử, bỗng nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt, đã trải qua khó coi tới cực điểm, nhìn lấy huyết sắc la bàn, trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có vẻ không thể tin, cái này, cái này sao có thể, ta bí thuật này truyền lại từ ta ra chủ người, ta bây giờ lại không cách nào thôi diễn một cái người hạ giới, người này đến cùng lai lịch ra sao, tại sao có thể có khủng bố như thế nhân quả, chẳng lẽ hắn là chuyển thế đại năng, cái này. Huyết sắc đồng tử, trong lòng đã trải qua chấn động tới cực điểm. Hắn thấy, tại cái này nhân gian, hắn vốn phải là vô địch tồn tại, lại không nghĩ tới hôm nay lại có hắn không cách nào thôi diễn ra người. Giết nữ nhi của ta người, là một cái cường giả khủng bố sao. Ký bắc lương ánh mắt, cũng là kịch liệt biến hóa huyết sắc đồng tử sắc mặt âm trầm, mở miệng chỉ sợ là, bằng không lấy bản tôn tu vi, không có khả năng thôi diễn không ra, các người cửu châu giới, nhân quả phức tạp nhất người, cũng không nên. Tiền bối, đợi chờ, ta nhớ đến một người, ký bác lương lúc này ánh mắt biến đổi, trong đầu hắn, không khỏi hiện ra một bóng người, những năm gần đây, hắn đối với người này điều tra rất nhiều, biết hắn nhân quả cũng là cực kỳ khủng bố, từng để cho nhiều vị thôi diễn đại sư không cách nào thôi diễn. Vừa nói, ký bắc lương lại là xuất ra một khối khóa vàng mở miệng tiền bối người có thể thử nghiệm thôi diễn khối này khóa vàng a à, bản tôn thử xem huyết sắc đồng tử lập tức lại là bắt đầu thôi diễn thôi diễn phía dưới huyết vụ tràn ngập mà một hồi lâu cái kia huyết vụ đều không có ngưng tụ thành hình phốc huyết sắc đồng tử sắc mặt khó coi một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin lập tức nhìn về phía ký bắc lương mở miệng kim tỏa này là ai cũng tại lúc này ký bắc lương trong mắt trong nháy mắt tràn đầy giật mình cái kia trong mắt sát ý đã trải qua thao thiên kim tỏa này là ta con ta năm đó bị cửu châu đế tử cổ phong giết chết ký bắc lương giờ phút này trong mắt lãnh mang lấp lóe hắn rốt cục minh bạch cửu châu đế tử cổ phong huyết sắc đồng tử ánh mắt biến đổi lập tức trong mắt thâm ý hiển hiện cái này tiểu tiểu cửu châu giới không có khả năng có hai cái để cho ta không cách nào thôi diễn ra nhân quả người lại cái này hai lần thôi diễn người chỗ mang đến cho ta cảm giác là một dạng, nói cách khác, giết con gái của người hung thủ cùng giết người nhi tử hung thủ, là cùng một người, cửu châu đế tử, cổ phong. Cổ phong, ký bắc lương trong mắt sát ý thao thiên, đến bây giờ, tất cả cũng biết rõ ràng, hắn không nghĩ tới, bản thân một đôi nữ, vậy mà chết ở cùng là một người trong tay. Đối với cổ phong, ký bắc lương đã trải qua thống hận tới cực điểm. Bất quá lập tức, hắn nghi hoặc mở miệng, không đúng, cổ phong làm sao sẽ tiến vào vong trần hồ, mấy chục năm trước hắn còn tại tây vực dựa theo lời ngươi nói thời gian để suy đoán cái kia duy nhất khả năng chính là lần này vong trần hồ mở ra thời điểm cổ phong đi theo con gái của ngươi ký lam tâm cùng một chỗ tiến vào huyết sắc đồng tử ánh mắt biến hóa cái này sao có thể lần này tiến vào vong trần hồ đều là băng tuyết thánh tông người hơn nữa lam tâm đã đem bắc vực tất cả mọi người gần như đều điều tra một lần cổ phong tuyệt đối không bằng bắc vực chớ nói chi là tiến vào vong trần hồ ký bắc lương lập tức lắc đầu huyết sắc đồng tử không khỏi mở miệng, cái này cổ phong cũng không phải là người tầm thường, lấy tâm hắn chí, có lẽ sớm đã giấu ở người băng tuyết thánh tông bên trong, như thế lẫn vào vong trần hồ, cũng không phải không có khả năng, người suy nghĩ kỹ một chút, băng tuyết thánh tông những năm gần đây, có thể ra ra sao người khả nghi. Người khả nghi, cổ phong, phong, đợi chờ, phong lạc trần, bỗng nhiên ký bắc lương trong mắt hào quang ngưng tụ, hắn suy nghĩ kỹ một chút, cái này phong lạc trần tại băng tuyết thánh tông quá mức xuất chúng, ký lam tâm mấy lần đều nói có chút vấn đề, thêm bên trên lần này, hắn thọ nguyên chưa tới phần cuối, lại lựa chọn tiến vào hung hiểm vong trần hồ. Trừ phong lạc trần bên ngoài, tất cả tiến vào vong trần hồ băng tuyết thánh tông người, ký bác lương đều là hoàn toàn hiểu. Liên hệ trước sau đủ loại, hắn giờ phút này xác nhận, phong lạc trần, chính là cổ phong. Huyết sắc đồng tử nghe xong, lập tức mở miệng, người vậy mà để một cái giết ngươi nhi tử cửu nhân, tại ngươi băng tuyết thánh tông bên trong ẩn núp nhiều năm như vậy, cuối cùng còn để cho thành công giết con gái của ngươi, quá thất bại. Cổ phong, ta nhất định phải giết ngươi. Giờ khắc này, ký bắc lương trong lòng hận ý đạt đến cực hạn. Phong trần hồ trăm năm mở ra một lần, cái này phong lạc trần trước ngươi đề cập qua, hắn ở tại hắn tam đại cấm địa đều có thể bình yên vô sự mà ra, lấy kỳ đặc thù, cái này phong trần hồ cũng chưa chắc vây được hắn. Như thế, còn có 60 năm, 60 năm về sau hắn đi ra, tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu. Ngươi bây giờ tu vi, còn chưa đủ. Huyết sắc đồng tử mở miệng, tiền bối, ta đến cùng nên như thế nào, còn xin tiền bối chỉ điểm. Ký Bắc Lương mở miệng, huyết sắc đồng tử nói ra, vòng trần châu ngươi là không có hy vọng đạt được, giờ phút này, không cần trần chờ, đem đại trận mở ra đến cực hạn. Mở ra đến cực hạn, có thể là như thế này. Ký Bắc Lương ánh mắt biến hóa, hắn biết đại trận mở ra đến cực hạn, mang ý nghĩa ra sao. Những cái này bắc vượt người chết sinh sống, có con gái của ngươi tính mạng trọng yếu sao? tiền bối, ta nghe ngươi, ký bắc lương trong mắt trong nháy mắt mang theo vô biên hung ác tâm ý. Cho dù hôm nay, ngươi trở thành sát nhân của ma, nhưng ngày sau, tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ, ngươi là một cái cường giả trí tôn. Huyết sắc đồng tử mở miệng, đánh ra một trận pháp quyết. Trong nháy mắt, ký bắc lương dưới thân tế đàn, điên cuồng mà rung rung. Lần này, vạn yêu tác linh đại trận, trực tiếp bị mở ra đến cực hạn. Cũng tại lúc này, ngoại tông tẩy tùy trì, bình tông luyện khí tháp, nội tông giường hàn ngọc, ba tòa trận nhãn đồng thời hào quang lóe lên. Băng tuyết thánh tông toàn bộ phạm vi, vô biên đại trận nổi lên. Đây là ra sao, không được, ta tu vi, ta tu vi bị rút lấy. Không được, không muốn, ta thọ nguyên, ta thọ nguyên cũng đang trôi qua. Đại trận này, hóa thành vô số trận văn hư ảnh, tất cả thân ở băng tuyết thánh tông trong phạm vi người, đang bị trận văn tác động đến trong nháy mắt, trong nháy mắt cảm giác tu vi mình, thọ nguyên toàn bộ bị rút lấy, tất cả mọi người là kinh hô lên mọi người nhìn về phía băng thần sơn đỉnh chóp, bọn hắn nhiều năm tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, đại gia trong lòng sớm đã có suy đoán. Mà cái này một lần khác, có ngốc người, cũng có thể đoán được. Đây hết thảy, đều là ký bắc lương gây nên, tông chủ, thủ hạ lưu tình, tông chủ, vì sao phải đối với chúng ta như vậy? Tha mệnh a, à, giờ phút này, không biết bao nhiêu người, quỳ hướng băng tuyết thánh tông thống khổ giống to, trong lòng bọn họ mặc dù hận cực ký bắc lương, nhưng giờ khắc này, bọn hắn trước đó chưa từng có bất lực, đại trận trước mặt, bọn hắn không có sức chống cự, trừ cầu xin tha thứ, bọn hắn không còn cách nào khác. Cổ phong không hề rời đi băng tuyết thánh tông, mà là giấu ở băng tuyết thánh tông một chỗ động phủ bên trong tu hành. Ký Bắc Lương, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên mở to mắt, mắt sắc vô cùng âm hàn. Lúc đầu cổ phong cho rằng, trăm năm chưa tới, Ký Bắc Lương còn sẽ không điên cuồng như vậy. Hắn bản tôn mặc dù mạnh nhưng lại không có hoàn toàn chắc chắn vẻn vẹn dựa vào bản tôn chiến thắng ký Bắc Lương, như thế hắn đang chờ đợi lấy phân thân triệt để đột phá động thủ lần nữa, mà cổ phong không nghĩ tới, ký bắc lương vậy mà sớm như vậy, đã đem đại trận thôi động đến cực hạn. Hắn biết, đại trận thôi động đến cực hạn là khái niệm gì. Căn cứ lão ngư nói, không ra một ngày, băng tuyết thánh tông tất cả mọi người, đều bỏ mạng ở nơi này. Tiền bối động thủ sao? Giờ phút này, truyền âm ngọc phù sáng lên, băng thành hải vội vàng thanh âm vang lên. Động thủ, chương 1282, Cửu Châu Đế Tử giờ phút này băng tuyết thánh tông bên trong không biết bao nhiêu người đều hướng phía băng thần sơn phương hướng dập đầu cầu xin tha thứ bọn hắn sợ chết giờ phút này trừ cầu xin tha thứ bọn hắn không còn cách nào khác nhưng mà bọn hắn cầu xin tha thứ là phí công đại trận như cố tại tiếp tục bọn hắn tu vi bọn hắn sinh cơ đều ở bị rút lấy ký bắc lương không được cho chúng ta đường sống cầu thí tông chủ hắn muốn giết chúng ta hắn muốn để tất cả chúng ta chết trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại tuyệt vọng đến cực hạn bộc phát ra trước đó chưa từng có phẫn nộ phẫn nộ đồng thời có người cưỡng ép lấy tu vi đi trùng kích đại trận lão tử liều một tên võ giả tu vi bộc phát hướng phía bên người trận văn một trưởng hung hăng vỗ tới tất cả mọi người biết chỉ có phá giải đại trận bọn hắn mới có thể có cứu a à, chỉ nghe người võ giả kia một tiếng hết thảm lập tức đại trận bên trên một trận yêu khí tràn ngập trong nháy mắt đem võ giả này bao khỏa võ giả này thảo nguyên tu vi trực tiếp bị rút ra làm. Thân thể cực tốc khô quắt xuống dưới, trong nháy mắt, hóa thành một cỗ bạch cốt, rơi là tả trên đất. Phàm là lấy tu vi trùng kích đại trận người, kết quả đều là trong nháy mắt bỏ mình. Tại kinh khủng này đại trận phía dưới, tất cả mọi người phẫn nộ trong nháy mắt bị dập tắt, trong mắt bọn họ vẻ tuyệt vọng, đạt đến cực hạn. Xong, triệt để xong, chúng ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tông chủ đại nhân, tha mạng, trong lúc nhất thời, đám người lần nữa nhìn về phía băng thần sơn phương hướng, khẩn cầu mở miệng. Giờ khắc này, một tên ôm hài tử phu nhân, trong mắt tràn đầy u ám vẻ mở miệng, nhiều năm trước đó, chúng ta tu vi liền bắt đầu bị hấp thu, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này, ký bác lương sẽ không tha chúng ta mệnh, cũng không có ai hội cứu chúng ta. Nàng hai tử, mới sơ sinh không đến một tháng, nàng không nghĩ tới sẽ gặp này vận rủi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là tuyệt vọng đến cực hạn. Mà cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm từ cái này giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên. "Ta có thể cứu các ngươi." Lời nói này như là bóng đêm vô tận bên trong ánh sáng, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Mà cũng tại lúc này, chỉ thấy nội tông bên trong, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Đám người nghe nói lời này, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại chỗ một vệt kim quang bên trên. Cuối cùng, ánh mắt mọi người hội tụ, thấy rõ cái kia một bóng người về sau đại gia vô cùng kinh ngạc phong lạc trần là nội tông phong lạc trần trưởng lão hắn không phải đi vong trần hồ sao làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đợi chờ hắn làm sao sẽ không được nhận đại trận ảnh hưởng hắn nói có thể cứu chúng ta trong lúc nhất thời đám người nhao nhao kinh hô mở miệng cổ phong thân mang áo bào trắng đứng lơ lửng trên không thân bên trên mang theo một cỗ để cho người ta thần cỗ hơi thở này khí tức để tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều đối với hắn có loại không hiểu tín nhiệm tất cả mọi người đều là nhìn về phía cổ phong. Cổ phong nhạt nói, động thủ, đã ở cổ phong lời nói trong nháy mắt, sát lục bỗng nhiên giáng lâm. Giết, giết sạch ký ra người, giết chết ký ra hạch tâm người, ngoại tông, bình tông, nội tông bên trong, vô số võ giả đột nhiên bạo khởi, hướng thẳng đến bên người võ giả chém giết mà đến. Đây hết thảy, bất quá mười mấy hơi thở, băng tuyết thánh tông đã trải qua máu chảy thành sông. Một chút người không biết chuyện, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ cổ phong mở miệng hôm nay giết người đều là ký bắc lương nanh vuốt bây giờ bắc vực thánh chủ ký bắc lương vô đạo tàn bạo độc hại bắc vực con dân hôm nay kẻ tin ta có thể sinh các ngươi có thể nguyện tin ta giờ phút này phần đông ký ra người bị giết một chút không biết rõ tình hình người có chút kinh hoàng ai sẽ chỉ dựa vào ngươi mấy lời nói liền tin ngươi giờ phút này một tên bà lão mở miệng cổ phong còn chưa mở miệng nơi chân trời xa chính là một thanh âm truyền đến ta tin Lời này, vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ băng tuyết thánh tông cùng nhau chấn động. Đám người hướng phía chân trời nhìn lại, chỉ thấy chân trời, một đám áo lam võ giả phi thiên mà đến, những võ giả này đến ở giữa, thiên địa ở giữa bông tuyết phiêu động. Tuyết tộc, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, năm đó tuyết tộc giấu vào tuyết tiên sơn, tất cả mọi người không nghĩ tới, hôm nay tuyết tộc người, vậy mà lại đến. Mà đại gia ánh mắt rơi vào cái kia tuyết tộc đám người phía trước nhất một người thân bên trên. Nhìn người nọ, trong nháy mắt tất cả mọi người giấy lên một vệt hy vọng. Bái kiến Duyện Châu Thánh Hoàng, người đến, chính là Duyện Mộng Chu. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người, đều là nhìn về phía Duyện Mộng Chu. Bọn hắn biết, Duyện Châu Thánh Hoàng tại Tuyết Tiên Sơn bên trong ngủ say, không nghĩ đến cái này thời điểm Duyện Châu Thánh Hoàng sẽ đến, cái này cho bọn hắn cực lớn hy vọng. Tại mọi người xem đến, cũng chỉ có Duyện Châu Thánh Hoàng mới có thể đối kháng ký Bắc Lương, mới có thể giải cứu đại gia. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được một màn xuất hiện chỉ thấy duyện mộng chu đi vào cổ phong trước mặt trực tiếp ôm quyền vô cùng tôn kính mở miệng phong ca ta tới muộn phong ca tất cả mọi người trong nháy mắt kinh ngạc cực kỳ đường đường duyện châu thánh hoàng duyện mộng chu vậy mà gọi phong lạc trần phong ca cái này không muộn đến chính là thời điểm cổ phong mỉm cười lập tức cổ phong nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ nhạt nói các người hỏi bằng ra sao tin ta vậy thì tốt hiện tại ta liền nói cho các người biết chỉ bằng ta là cửu châu đế tử cổ phong lời nói ở giữa cổ phong rút ra mặt bên trên ngân châm khôi phục lúc đầu mặt tướng mạo lập tức trong tay cổ đế lệnh bay lên trời cái này cổ đế lệnh vừa bay ra trong nháy mắt bắn ra ra một màn ánh sáng bên trên bầu trời ngưng tụ ra một cái cự đại kim quang đế chữ cửu châu đế tử cổ phong trong nháy mắt chỗ có người trong lòng đều là vì thế mà chấn động phong lạc trần chính là cổ phong tất cả mọi người là không khỏi trong đầu oanh minh, đông vực diệt thanh tiềm long, nam vực diệt dương hữu hằng, tây vực diệt ung nam dương, đế tử cổ phong một tên, từ hắn thức tỉnh về sau, đã trải qua truyền khắp nhân gian, đại gia không nghĩ tới đế tử đại nhân, bây giờ vậy mà lại xuất hiện ở bắc vực. Lúc này, tất cả mọi người, đều triệt để giấy lên ngọn lửa hy vọng. Cái kia băng thành hải mấy người, trong nháy mắt chấn động cực kỳ, bọn hắn một mực tại suy đoán thần bí này phong tiền bối rốt cuộc là thân phận như thế nào, không nghĩ tới, hắn lại là cửu châu đế tử cổ phong đại nhân. Băng thành hải, nguyện thần phục đế tử đại nhân, còn mời đế tử đại nhân giải cứu ta đợi. Giờ phút này, băng thành hải trực tiếp quỳ xuống đất mở miệng. Ta nguyện thần phục đế tử đại nhân, ta nguyện thần phục đế tử đại nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía cổ phong, quỳ xuống đất mở miệng. Toàn bộ băng tuyết thánh tông, trong nháy mắt tất cả mọi người đều lựa chọn thần phục cổ phong. Đại cục đã định, mà cũng tại lúc này, cái kia băng thần sơn đỉnh chóp, bỗng nhiên oanh minh đứng lên. Oanh, khí tức khủng bố, trực tiếp giáng lâm thiên địa, bên trên bầu trời, một mảnh băng vân hiển hiện, đám người chỉ thấy, một bóng người, từ băng thần sơn đỉnh chóp bước ra một bước, xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Nhìn thấy thân ảnh này, tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt tái đi. Chính là ký Bắc Lương, giờ phút này, ký Bắc Lương thân thể bên trên, dương cương chi khí biến hóa thành cực nóng hỏa diễm vần quanh, vô biên khí tức khủng bố trực tiếp tàn mạn ra cỗ khí thức này, ẩn ẩn đã trải qua siêu việt thiên dương tiểu viên mãn. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. chương 1283, chủ động xuất kích. Nhìn thấy cái kia ký bắc lương bốn phía vần quanh dương cương khí thức biến thành hỏa diễm, tất cả mọi người tâm, trong nháy mắt lại là chìm xuống. Bọn hắn nghe nói, đế tử đại nhân tu vi chân chính còn giống như không đạt tới đệ tứ bộ, mà duyện châu thánh hoàng, tu vi cũng chỉ là địa âm tiểu viên mãn hai người như thế nào đối kháng, cái này thiên dương đại viên mãn cường giả. Tất cả mọi người biết, bây giờ cửu châu chi đế, hàn đế cổ hàn, tu vi cũng vẻn vẹn thiên dương đại viên mãn mà thôi. Cổ phong, không nghĩ tới, người nhanh như vậy, liền đi ra. Ký bắc lương nhìn về phía cổ phong, trong mắt mang theo hận ý ngập trời. Giờ phút này, cả người, toàn thân da rẻ bên trên, đều tràn đầy huyết sắc mạch lạc, cái kia trong đôi mắt, sớm đã một mảnh xích hồng. Bất chấp hậu quả tăng lên điên cuồng tu vi, để hắn biến thành bộ dáng như thế ngươi không nghĩ tới sự tình còn rất nhiều cổ phong lạnh lùng một câu rất đáng tiếc cổ phong hôm nay ngươi là ai cũng cứu không được ký bắc lương cười lạnh mở miệng lập tức nhìn về phía tất cả mọi người các ngươi lựa chọn thần phục cổ phong rất tốt đại giới chính là bản tôn thu các ngươi tất cả mọi người tính mệnh vạn yêu tác linh trận mở mặc dù không có đà tới mong muốn vượt qua lôi kiếp nhưng lúc mấu chốt ký bắc lương đột phá đến thiên dương đại viên mãn cái này đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Hôm nay, trong mắt hắn, cổ phong cùng Duyện Mộng Chu đã là hai người chết, hắn không đến cấp tốc đánh giết cổ phong, mà là phải để cổ phong triệt để tuyệt vọng mà chết. Cái này đệ nhất bộ, chính là muốn nói cho cổ phong, hắn muốn cứu người, ngược lại đều muốn vì hắn mà chết. Ký Bắc Lương lời nói ở giữa, trận pháp bộc phát kinh khủng hơn. Toàn bộ băng tuyết thánh tông, vô biên trận văn hiển hiện, lóe ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Lúc này, đại trận bên trong khủng bố hấp lực bộc phát ra đám người chỉ cảm thấy bản thân thọ nguyên cùng sinh cơ trôi qua tốc độ càng nhanh tất cả mọi người nhìn về phía cổ phong đây là bọn hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng hôm nay có ta cổ phong tại nơi này ai cũng sẽ không chết phá cho ta cổ phong lúc này mở miệng cũng tại lúc này ngoại tông bên trong cái kia tẩy tủy trì bỗng nhiên oanh minh đứng lên cổ phong lưu ở trong đó nghịch mang bị dẫn bạo toàn bộ trận nhãn trong nháy mắt sụp đổ lần này toàn bộ bên ngoài tông sở hữu khuếch tán trận pháp toàn bộ sụp đổ ra bên ngoài tông sở hữu người võ giả trong nháy mắt thoát khỏi đại trận trói buộc bọn hắn không còn bị rút lấy thọ nguyên cùng tu vi đáng chết ký bắc lương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hắn không nghĩ tới cổ phong nhất định nhưng đã tìm được ngoại tông trận nhãn cái này vẻn vẹn bắt đầu cổ phong nhạt nói lúc này bình tông luyện khí tháp đỉnh trong mắt trận lưu lại nghịch mang cũng bị dẫn động lúc này luyện khí tháp bên trong trận nhãn sụp đổ trong nháy mắt bình tông bên trong tất cả trận pháp sụp đổ đám người được cứu cái này ký bác lương ánh mắt biến hóa hắn không nghĩ tới liền bình tông trận nhãn cũng bị cổ phong tìm tới cổ phong mỉm cười vung tay lên lúc này nội tông giường hàn ngọc phía dưới cái thứ ba trận nhãn sụp đổ nội tông trận pháp cũng là tiêu tán theo được cứu chúng ta được cứu đế tử đại nhân cứu chúng ta thật cứu chúng ta khấu tạ đế tử đại nhân trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong mắt vẻ cảm kích đạt đến cực hạn cùng một chỗ hướng phía cổ phong một xã vạn yêu tác linh đại trận triệt để sụp đổ tất cả mọi người đều phải cứu mà giờ khắc này mọi người đồng tâm hiệp lực tất cả mọi người địch nhân đều là ký bắc lương cổ phong không nghĩ tới người thật có thể phá ra trận pháp bất quá đáng tiếc thì tính sao bây giờ ngươi tại bản tôn trước mặt không chịu nổi một kích chết cho ta ký bắc lương một tiếng gào thét lập tức hướng phía cổ phong bấm tay một chút cũng ở đây một chút phía dưới, một đạo huyết diếm trong nháy mắt từ hắn đầu ngón tay mà giấy lên, hóa thành một vệt sáng cực tốc hướng phía cổ phong oanh kích mà đến. Phong ca, giao cho ta, duyện mộng chu mở miệng, trong nháy mắt thuộc về địa âm đại viên mãn tu vi, trực tiếp bộc phát. Bên trên bầu trời, vô biên bạch tuyết hiển hiện, cái này vô biên bạch tuyết, ngưng tụ thành một mảnh băng tuyết cự thuẫn. Mà duyện mộng chu tay không ngừng nhỉ, băng tuyết không ngừng hiển hiện, ngưng tụ thành từng mặt băng tuyết cự thuẫn. Bành, chỉ thấy cái kia huyết nhiên ngón tay nổ bắn ra mà đến, trực tiếp xuyên thủng trong đó một mặt băng tuyết cự thuẫn, tiếp lấy hắn không ngừng trùng kích, lại đem mặt thứ hai băng tuyết cự thuẫn xuyên thủng. Thứ ba mặt, mặt thứ tư, liên tiếp xuyên thủng 18 mặt băng tuyết cự thuẫn, mắt thấy là phải oanh đến cổ phong cùng duyện mộng chu trước mặt, nhưng máu này nhiên chỉ khí tức, lại vẻn vẹn yếu bớt ba thành. Ta tới giúp ngươi, cổ phong mở miệng, cực âm chi hỏa trực tiếp hiển hiện. Cái này cực âm chí chi hỏa, biến thành một đám lửa, tiếp lấy cổ phong trực tiếp đem sự mạnh mẽ áp xúc. Một lần áp xúc, hai lần áp xúc, tám lần áp xúc, đây là cổ phong hiện giai đoạn có thể đạt đến cực hạn. Cái kia cực âm chi hỏa, đã trải qua biến thành màu xanh đậm. Trong lúc nhất thời, vô cùng khủng bố hàn ý, từ này tám lần áp xúc về sau cực âm chi hỏa bên trên tản mạn ra. Bành, máu này nhiên chỉ, như cố toàn lực phía dưới, đem ký bắc lương thứ 19 mặt băng tuyết cự thuẫn xuyên thùng. Cổ phong bấm tay hướng phía thứ nhất điểm tám lần áp xúc cực âm chi hỏa biến thành chỉ kình xông ra cùng cái kia huyết nhiên chỉ đột nhiên va chạm bành cả hai cuối cùng đồng thời sụp đổ mà giờ khắc này cổ phong cùng duyện mộng chu sắc mặt trắng bệch góc miệng máu tươi đều là tràn ra ngăn cản ký bắc lương tiện tay một kích hai người liên thủ vậy mà như cố thụ thương cái này nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người tâm lần nữa trầm xuống trận chiến đấu này muốn thắng rất khó cái này ký bắc lương tốt mạnh duyện mộng chu lau đi góc miệng huyết thủy nói ra là rất mạnh, cổ phong mở miệng, trong mắt mang theo thâm ý, đây là hắn lần thứ nhất chân chính giá trị bên trên cùng thiên dương cảnh cường giả giao thủ, cái này ký bắc lương vừa mới đột phá, tu vi mặc dù không kịp lão đạo thiên dương đại viên mãn võ giả, nhưng thực lực tuyệt đối có thiên dương tiểu viên mãn đỉnh phong. Mà cổ phong bây giờ, chỉ có sơ nhập địa âm cảnh, tranh lệch này, thật sự quá lớn. Không nghĩ tới, các người vậy mà có thể đón lấy lão phu một chỉ, như vậy hiện tại, cũng nên kết thúc. Lời nói ở giữa, Ký Bắc Lương ba ngón, hướng phía Cổ Phong hung hăng điểm ra. Ba đạo huyết diếm chỉ kình, hướng phía Cổ Phong chính là tàn phá bừa bãi mà đến. Cái này ba ngón nhìn như đơn giản, nhưng là ký Bắc Lương nén giận một kích. Trước đó một đạo, liền để cho Cổ Phong cùng Duyện Mộng Chu chật vật như thế, đừng nói ba đạo. Duyện Mộng Chu cắn răng, muốn lần nữa xông ra, Cổ Phong lại là một thanh đem kéo ra phía sau ta tới. Cũng tại lúc này, Cổ Phong tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, đúng là đón ba đạo huyết nhiên chỉ hướng phía ký Bắc Lương vọt thẳng đi qua. Cái này, đại gia chấn động, theo bọn hắn nghĩ, cổ phong rõ ràng không phải ký Bắc Lương đối thủ, vậy mà không lùi mà tiến tới. Muốn chết, ký Bắc Lương góc miệng mang theo lạnh ý, thân thể cũng chưa hề đụng tới. Hắn biết bản thân ba đạo huyết nhiên chỉ uy lực, cổ phong tuyệt đối không thể ngăn trở. Mà đã ở ba đạo huyết nhiên đầu ngón tay, lập tức phải oanh kích đến cổ phong trong nháy mắt, cổ phong lúc này quát khẽ. Không không, chủ nhân, ta tới, không không trực tiếp từ cổ phong trong nạp giới bay ra. Trong nháy mắt, hắn biến thành một mặt màu vàng kim cự thạch, tại cổ phong đột phá đến đệ tứ bộ về sau, chỉ sợ cũng là tùy theo lần nữa lột xác. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. chương 1284, một vòng tiếp một vòng. Chủ nhân nhìn ta, đối mặt ba đạo huyết nhiên chỉ, không không trực tiếp ngăn trở. Bành, ba đạo huyết nhiên chỉ, toàn bộ đánh vào không không bên trên. Nhưng cùng lúc, không không cái kia hoàng kim thạch thân bên trên, trong nháy mắt phết dạn hiển hiện. Chủ nhân, ta không được, không không giống to, lập tức bay trở về cổ phong linh thú đại bên trong. Cổ phong biết, mặc dù không không thiên phú dị bẩm, nhưng ngăn cản thiên dương đại viên mãn võ giả ba đòn, đã là hắn cực hạn, bất quá nó thụ thương qua một đoạn thời gian liền sẽ tự tin khỏi hẳn, cổ phong lần này không phải đặc biệt khác lo lắng. Đám người chấn kinh, Cổ phong vậy mà triệu hồi ra một khối màu vàng kim quái thạch đầu, ngăn trở cái này ba ngón. Giờ khắc này, cổ phong khoảng cách ký Bắc Lương, đã trải qua không đủ 10 trường. Hoàng kim phi kiếm, đồng thời, cổ phong mở miệng, lúc này cổ phong thân thể bên trên hoàng kim huyết mạch sôi trào, chọn vẹn 91 chuôi hoàng kim phi kiếm, từ cổ phong thể nội nổ bắn ra mà ra. 91 chuôi hoàng kim huyết mạch biến hóa hoàng kim phi kiếm, gào thét mà tới. Đối mặt này kích, Ký Bắc Lương như cũ sắc mặt không có nửa phần biến hóa, hắn tiện tay vung lên. Lúc này một mảnh huyết vụ tràn ngập, cổ phong 91 chuôi hoàng kim phi kiếm, nhập nhập bùn đất trực tiếp không thể động đậy, hắn lại là tiện tay vung lên, cái kia huyết vụ tiêu tán, ngay tiếp theo cổ phong 91 chuôi hoàng kim phi kiếm, toàn bộ sụp đổ. Cái này 91 chuôi hoàng kim phi kiếm, tại ký Bắc Lương trước mặt nhất định là như thế yếu ớt. Mà cũng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở ký Bắc Lương trước mặt, chính là cổ phong. Trước đó tất cả đều là cửa hàng, cổ phong mục tiêu là cùng ký bắc lương co lại cự ly ngắn. Lăng, cổ phong hét lớn, trong nháy mắt lăng chỉ ý cảnh trực tiếp giáng lâm. Lăng chỉ ý cảnh, bao trùm thiên địa vạn vật, chẳng qua hiện nay lấy hiện tại tu vi, còn không có có đem lăng chỉ ý cảnh uy lực phát huy đến cực hạn, nghĩ dựa vào hắn trực tiếp chân áp ký bắc lương là không thể nào, mà nếu như cùng kỳ xúc cự ly ngắn, cái này lăng chỉ ý cảnh uy lực, có thể bộc phát đến cực hạn, mức độ lớn nhất đối với ký bắc lương chân áp đây là ý cảnh ký bắc lương trong nháy mắt chính là cảm giác thân thể trầm xuống toàn bộ nếu như bị một tòa núi lớn chấn áp đồng dạng mà trước mắt cổ phong trong lòng hắn cảm giác có dũng khí đúng là biến thành cao cao tại bên trên đế giả muốn chấn áp bản tôn phá cho ta ký bắc lương mở miệng theo sau chính là muốn mạnh mẽ phá vỡ cổ phong ý cảnh nhưng cổ phong sao lại không có hậu thủ giờ phút này cổ phong đã đi tới ký bắc lương trước mặt tay phải bên trên vô biên màu vàng kim đạo văn hiển hiện hướng phía ký bắc lương ngực chính là bỗng nhiên một trường, bách mạch thông thần ấn. Một trường này, bền chắc đánh vào ký bắc lương ngực. Đang oanh kích đến ký bắc lương ngực trong nháy mắt, vô biên phong ấn hoa văn, trực tiếp khuếch tán. Cái kia phong ấn hoa văn, hóa thành màu vàng kim xiềng xích, trực tiếp đem ký bắc lương toàn bộ thân thể hoàn toàn quấn quanh. Nghĩ trói buộc bản tôn, nằm mơ, ký bắc lương cảm giác được thân bên trên khủng bố phong ấn, bất quá hắn tự hỏi lấy hiện tại tu vi, một dạng có thể cưỡng ép phá vỡ. Mà cũng tại lúc này, cổ phong mở miệng lần nữa, định. Cái này mở miệng phía dưới, tuế nguyệt đứng im ý cảnh, tùy theo bộc phát. Ký bắc lương chỉ cảm thấy bốn phía thời gian lưu động cực tốc giảm bớt, cuối cùng đình chỉ, giờ khắc này, thân thể của hắn đúng là mất đi khả năng di chuyển. Lấy cổ phong sơ nhập địa âm cảnh tu vi, lăng trị ý cảnh, tuế nguyệt ý cảnh cùng bách mạch thông thần ấn, ba loại bên trong bất luận một loại nào, đều không thể làm đến chân áp ký bắc lương dù là một hơi, nhưng cổ phong tam đại thần thông tốt không bảo lưu trực tiếp cùng một chỗ thi triển đánh ký bắc lương một trở tay không kịp nói là chậm chạp nhưng tất cả chỉ ở trước mắt ở giữa tam đại thần thông thi triển phía dưới ký bắc lương thân thể trực tiếp bị giam cầm nhưng dù vậy cũng vẻn vẹn có thể giam cầm ký bắc lương một hơi có thể tưởng tượng thiên dương đại viên mãn cường giả cường đại nhưng một hơi đối với cổ phong mà nói lại là đầy đủ này trong nháy mắt cổ phong bàn tay bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đám lửa. Cái này hai đám lửa, một đạo hiện ra màu đỏ thấm, một đạo hiện ra màu xanh đậm, cả hai bên trong đều nổi lơ lửng tám đạo hỏa diễm đường vân, một đạo tản ra vô cùng âm hàn khí tức, một đạo tản ra vô cùng cực nóng khí tức. Chính là áp xúc 8 lần cực dương chi hỏa, cùng áp xúc 8 lần cực âm chi hỏa. Tại không có đột phá đến đệ tứ bộ trước đó, áp xúc 7 lần chính là cổ phong cực hạn. Nhưng đột phá đệ tứ bộ về sau, cổ phong hỏa diễm đã trải qua có thể áp xúc 8 lần. Áp xúc 8 lần cực dương chi hỏa, dựa theo cổ phong đoán chừng, đã trải qua có thể trấn áp sơ nhập địa âm cảnh võ giả, bát văn cực âm chi hỏa, cũng là như thế. Nhưng cả hai dung hợp, có thể sinh sinh chất lột xác, đủ có thể đối kháng địa âm đại viên mãn cường giả. Này trong nháy mắt cổ phong bàn tay một nắm, biến trưởng thành quyền, quyền kia đầu bên trên đỏ lam hai màu hỏa diễm vần quanh mà lên, vô cùng khí thế khủng bố bộc phát ra. Đáng chết, ký bắc lương lúc này biến sắc hắn cảm giác được một kích này khủng bố, mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu như đứng đấy bất động, bị như thế một kích đánh chúng, hắn cũng phải bị thương. Giờ phút này, hắn đem tu vi điên cuồng thôi động, hắn bách mạch thông thần ấn bỗng nhiên sụp đổ, tùy theo tuế nguyệt đứng im ý cảnh cũng là sụp đổ, lăng trị ý cảnh tại điên cuồng bạo phát xuống, cũng gần như sụp đổ. Cổ phong lúc này hét lớn một tiếng, cực âm chi hỏa, cực dương chi hỏa, âm dương lưỡng nghi quyền, cho ta, phá. Lời nói ở giữa, cái này vô cùng khủng bố một quyền, hướng phía ký bắc lương trực tiếp hung hăng oanh ra. Ký bác lương ánh mắt biến hóa, tại chỗ nắm đấm khoảng cách thân thể của hắn không đến nửa tất thời điểm, hắn rốt cuộc cưỡng ép đem lăng trị ý cảnh cũng là trùng kích sụp đổ. Hắn có hoàn toàn chắc chắn, có thể tránh ra này kích. Mà cũng vào lúc này, giống, cổ phong tại oanh ra quyền này đồng thời, 91 đầu hoàng kim huyết mạch toàn bộ hội tụ đến yết hầu, giờ phút này trực tiếp giống to một tiếng. Khủng bố tiếng gầm, hóa thành thực chất màu hoàng kim, trực tiếp trùng kích ra ký bắc lương khoảng cách gần như thế hắn không nghĩ tới tại ngắn như vậy ngắn mấy hơi ở giữa cổ phong thi triển tam đại thần thông về sau vẫn còn có chuẩn bị ở sau lần này vội vàng không kịp chuẩn bị khủng bố tiếng gầm đem hắn nuốt hết ký bắc lương chỉ cảm thấy trong đầu lập tức một trận đau nhói vô ý thức tại tối hậu quan đầu thân thể của hắn cưỡng ép di động một khoảng cách bành cổ phong cái này tỉ mỉ kế hoạch một quyền lúc đầu dự định đánh vào ký bắc lương trái tim bên trên nhưng bởi vì ký bắc lương cuối cùng cưỡng ép di động một quyền này đánh vào ký bắc lương đầu vai cực nhiệt cùng cực hàn tại ký bắc lương đầu vai tàn phá bừa bãi ký bắc lương chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức truyền đến tại mọi người không thể tin trong ánh mắt ký bắc lương đúng là bị cổ phong một quyền này đánh cho rút lui mà đến trọn vẹn lui ra phía sau vài chục trượng ký bắc lương mới đứng vững thân hình hắn cánh tay phải máu me đầm đìa mơ hồ có thể thấy được um tùm bạch cốt cái này toàn bộ băng tuyết thánh tông Hoàn toàn tĩnh mịch, đám người có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đế tử lấy sơ nhập địa âm cảnh tu vi đơn độc cùng Thiên Dương đại viên mãn ký Bắc Lương giao thủ, vậy mà chiếm thượng phong. Khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người là trừng to mắt, nhìn lấy ký Bắc Lương trọng thương tự nhiên rủ xuống, chảy xuôi máu tươi cánh tay phải, cảm giác đây hết thảy có chút không chân thực. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1285 Thiên Dương khủng bố đế tử đại nhân, chiếm thượng phong, cái này, cái này sao có thể, đây chính là đế tử đại nhân thực lực chân chính, đế tử đại nhân tất thắng, đế tử đại nhân, sau một khắc, núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng gọi ầm ý, chính là truyền gia. Mọi người thấy cổ phong cùng duyện mộng chu ngay từ đầu liên hợp xuất thủ đều bị thương, vốn cho rằng cổ phong thua không nghi ngờ, lần này, lại là nhìn thấy hy vọng. Duyện mộng chu nhìn thấy cảnh này, mặc cảm, hắn mặc dù tu vi so với cổ phong cao hai cái cấp bậc, nhưng chiến lực, hắn tự biết kém xa cổ phong. Thiên dương cảnh, càng như thế mạnh mẽ, cổ phong cảm thụ được nắm đấm chi bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức trong lòng không khỏi thầm nói. Lần này xuất thủ, cổ phong tỉ mỉ kế hoạch, vận dụng hai loại ý cảnh, một loại phong ấn bí thuật, cuối cùng còn lấy sóng âm công tập kích, nhưng dù vậy, tất sát một quyền vẫn là để ký bắc lương cưỡng ép tránh ra, vẻn vẹn để ký bắc lương làm bị thương cánh tay. Đồng thời cái kiệu anh kích đến ký bắc lương thân thể bên trên lực phản chấn, để cổ phong cánh tay phải kịch liệt đau nhức, giờ phút này trong miệng một ngụm máu tươi chịu đựng không có phun ra ngoài. Nhìn như chiếm thượng phong, kỳ thực, cổ phong biết, hôm nay vẻn vẹn bản tôn hiện hữu thủ đoạn, nghĩ đánh bại ký Bắc Lương, tuyệt đối không thể. Cổ phong, giờ khắc này, ký Bắc Lương gầm nhẹ một tiếng, hắn nhìn lấy cổ phong ánh mắt, như là hung thú giống như, hắn hận không thể gặm cổ phong huyết nhục, trong lòng của hắn giờ phút này nhục nhã cực kỳ. Hắn đường đường thiên dương đại viên mãn cường giả, lại bị một cái sơ nhập địa âm cảnh võ giả cho tổn thương. Mặc dù vẻn vẹn vết thương nhẹ, nhưng cái này đối với hắn mà nói là sỉ nhục. Giờ phút này, ký Bắc Lương cái kia máu me đầm đìa trọng thương tự nhiên rủ xuống cánh tay phải, chấn động mạnh một cái, chỉ thấy vô biên huyết vụ ở tại cánh tay phải bên trên ngưng tụ, vết thương kia chỗ huyết dịch đúng là trong nháy mắt đình chỉ chảy xuôi, vết thương bên trên trực tiếp biến hóa ra làn da màu đỏ ngòm. Kỳ Hữu Quyền mãnh liệt nâng lên, nắm đấm trực tiếp hung hăng một nắm hắn cánh tay phải, đúng là trong nháy mắt khỏi hẳn. Đám người sắc mặt nhợt nhạt, cổ phong như này kế hoạch một kích, cuối cùng đối với đối phương vậy mà không có bị thương gì hại. Quái vật, cổ phong ở trong lòng không khỏi ám nói. Huyết liệu thuật, lấy tinh huyết nhanh chóng chữa thương, năm đó thiên huyết lão tổ tu vi hoàng cấp đỉnh phong, hắn bị bảy vị hoàng cấp cường giả tối đỉnh vây giết, bảy người kia truy sát hắn một tháng, mới giết hắn, hắn liền là dựa vào máu này liệu thuật, tiểu tử, hôm nay đây là trận trận đánh ác liệt. Cái này ký Bắc Lương sau lưng, thật sự có cùng Thiên Huyết lão tổ có quan hệ người. Giờ phút này, Dương Ngư Ngọc bên trong, lão ngư thanh âm truyền đến. Trò chơi kết thúc, Cổ Phong, chết cho ta. Ký Bắc Lương rốt cuộc không có chút nào tâm tư khác, hắn nâng lên nắm tay phải, hướng phía Cổ Phong hung hăng đấm ra một quyền. Cái này nhìn như đơn giản một quyền, lại là ký Bắc Lương một kích toàn lực. Lúc này, một đạo trường 10 trượng độ cao to lớn ngọn lửa màu đỏ ngòm quyền ảnh từ trong tay gào thét mà ra ngọn lửa kia quyền ảnh bên trong một đầu to lớn huyết sắc yêu vật hư ảnh như ẩn như hiện hướng phía cổ phong chính là oanh kích mà đến khí thế kia quá mức khủng bố khủng bố đến quyền này những nơi đi qua hư không chấn vỡ trận trận đen kịt miệng máu khe hở tại bốn phía hiển hiện cuồng phong vỗ động tất cả mọi người cảm giác được một trận huyết tinh khí tức tại thiên địa ở giữa lan tràn một quyền này phía dưới bầu trời đều là bị nhuộm thành huyết sắc tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng một quyền này uy lực sự khủng bố chỉ cảm thấy cái này thiên địa đều rất giống muốn bị hắn thôn phệ. Mà quyền này, vẹn vẹn nhầm vào cổ phong, đại gia trơ mắt nhìn, quyền này hướng phía cổ phong đánh tới. Duyện mộng chu muốn cứu viện binh, nhưng hắn phát hiện, mình bị một quyền này mang đến khủng bố uy thế chân áp, nhất định là không cách nào di động mảy may. Huyết yêu tố linh quyền, ra hỏa này vậy mà lại thuật này. Lão ngư chấn kinh thanh âm truyền ra, giờ phút này, kinh khủng kia, nếu là che khuất bầu trời đồng dạng huyết quyền, mang theo vô biên huyết khí hướng phía cổ phong mà đến, này kích tốc độ cực nhanh, dày đặc thiên địa, căn bản là không có cách trốn tránh, cổ phong tránh cũng không thể tránh. lão ngư cổ phong lúc này giống to, sau một khắc tại chỗ tất sát nhất kích hoành chúng cổ phong trong nháy mắt, cổ phong dương ngư ngọc bên trên hào quang hiển hiện, một cái cửa đại lồng nước xuất hiện ở cổ phong thân thể bên ngoài, nước này che đậy bên trên sóng nước lưu động, mang theo hào quang óng ánh, dương ngư ngọc phòng ngự tuyệt đối cổ phong giờ phút này nhất định phải vận dụng. Oanh, một quyền này, hung hăng đánh vào nước này che đậy bên trên. Phô biên huyết khí, từ lồng nước bên trên khuếch tán, lực đạo cũng là không ngừng bị lồng nước hóa giải. Bành, cuối cùng, lồng nước sụp đổ, mà quyền kia lực, lại là còn lưu lại rất nhiều, trùng kích tại cổ phong thân thể bên trên. Phốc, cổ phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra mấy chục trường, cổ phong mới cưỡng ép ổn định thân hình, hắn sắc mặt, trở nên nhợt nhạt, không có chút nào huyết sắc. Đế tử đại nhân, tất cả mọi người, nhao nhao kinh hô, mọi người xem ra, đế tử đại nhân thực lực, kém xa ký bắc lương. Phong ca, huyết quyền tiêu tán, duyện mộng chu cũng mất đi trói buộc, sự nhanh chóng đi vào cổ phong bên người. Không có việc gì, cổ phong lại là phun ra một ngụm máu tươi, mở miệng. Hắn nhìn lấy ký bắc lương, trong mắt mang theo vô cùng nặng chiếu vẻ, thiên dương cảnh thực lực, khủng bố như vậy, hôm nay nếu muốn tiếp tục đối chiến, chỉ có dùng cái kia thủ đoạn không nghĩ tới ngươi có thể ngăn cản một quyền của ta không chết ký bắc lương vô cùng kinh ngạc mở miệng vừa rồi một quyền kia uy lực lớn bao nhiêu hắn là biết đừng nói sơ nhập địa âm cảnh võ giả cho dù là sơ nhập thiên dương cảnh võ giả đều muốn một quyền trọng thương bỏ mình cái này cổ phong làm thế nào đến hắn đương thật nghĩ không thông mà cũng lúc này ký bắc lương trong lòng huyết sắc đồng tử vô cùng kích động thanh âm vang lên thượng giới bảo vật cỗ khí tức này hắn thân bên trên bảo vật không thuộc về nhân gian, giết hắn, đem bảo vệ này đạt được, ta giúp ngươi phi thăng. Ký Bắc Lương trong mắt bỗng nhiên sáng lên, khó trách đối phương có thể ngăn cản bản thân mạnh mẽ như thế một kích, nguyên lai là có bảo vật mang theo. Mà hiển nhiên bảo vệ này cực kỳ chân quý, bằng không huyết sắc đồng tử không được hội kích động như thế. Ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, cổ phong cười lạnh, mà cũng tại lúc này, lão ngư thanh âm truyền đến. Tiểu tử, ngăn trở này kích, lão phu tiêu hao rất lớn, Ta đem tất cả hồn lực giữ lại, vì ngươi bảo mệnh, chưa tới sống chết trước mắt, lão phu sẽ không lại xuất thủ." Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn biết, lão ngư cũng còn đang khôi phục kỳ, như thế hắn đã trải qua hết sức. "Cổ Phong, xem ra ngươi cái kia bảo vật, cũng vẻn vẹn có thể ngăn cản bản tôn một kích mà thôi, hiện tại, kết thúc." Ký Bắc Lương cười lạnh, nắm tay phải lần nữa nâng lên. "Kết thúc sao? Vậy nhưng chưa hẳn." Cổ Phong nhạt nói, quay người nhìn về phía tất cả trong mắt mang theo hy vọng vẻ nhìn về phía bản thân băng tuyết thánh tông người, mở miệng các ngươi có thể nguyện giúp ta một trận chiến. Chúng ta nguyện ý, trong nháy mắt, toàn bộ băng tuyết thánh tông, mọi người cùng đều mở khẩu. Đến lúc này, đại gia biết, cổ phong sinh, bọn hắn sinh, cổ phong chết, bọn hắn chết. Tốt, vạn chúng tụ linh thuật, mở cho ta, cổ phong giờ phút này, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Sau một khắc, phổ biên linh khí lấy cổ phong làm trung tâm, từ cổ phong thân thể bên trên, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. chương 1286, huyết yêu bức hỏa. Phổ biên linh khí từ cổ phong thân thể bên trên khuếch tán hóa thành gợn sóng, trực tiếp bao trùm toàn bộ băng tuyết thánh tông. Vạn chúng tụ linh thuật, chính là thiên giai võ kỹ. Tại dĩ vãng, chưa đạt đệ tứ bộ trước đó, cổ phong muốn đem thuật này thi triển đến cực hạn, lại là làm không được nhưng hôm nay cổ phong có thể những cái này gợn sóng chạm tới tất cả võ giả trong nháy mắt trong cơ thể của bọn họ tu vi chính là hóa thành một đạo linh khí tia nhỏ hướng phía cổ phong tụ đến toàn bộ băng tuyết thánh tông võ giả vô số mỗi người dù là cống hiến ra vẻn vẹn một thành tu vi cái kia tụ hợp lại uy lực cũng đã là cực kỳ khủng bố cổ phong tu vi trong nháy mắt bắt đầu cực tốc trèo thăng lên sơ nhập địa âm cảnh địa âm tiểu viên mãn địa âm đại viên mãn bất quá chớp mắt ở giữa, cổ phong khí tức, đúng là đã trải qua nhảy lên tới địa âm đại viên mãn chi cảnh. Phong ca, ta giúp ngươi một tay, một bên duyện mộng chu không chút do so dự bàn tay đặt tại cổ phong đầu vai, tiếp lấy tu vi lực lượng chính là điên cuồng tràn vào cổ phong thể nội. Duyện mộng chu bây giờ đã trải qua nhìn ra, một trận chiến này, hắn có thể giúp cực kỳ bé nhỏ, không như thế khác đem tu vi giúp cổ phong toàn lực đột phá. Duyện mộng chu địa âm đại viên mãn tu vi điên cuồng tràn vào cổ phong thể nội. Vù! Cổ Phong thể nội bên trên bộc phát ra một đạo to lớn tiếng oanh minh. Hắn khí tức trực tiếp nhảy lên tới nửa bước Thiên Dương chi cảnh. Kinh khủng này tu vi, nếu như muốn đem Cổ Phong thân thể no bạo, bất quá giờ phút này có 91 đầu hoàng kim huyết mạch mạnh hóa thân thể, Cổ Phong nhục thân miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới. Cổ Phong nghĩ lại hấp thu tu vi đã trải qua không có khả năng, đây đã là cực hạn. Vạn chúng tụ linh thuật, đình chỉ, nửa bước Thiên Dương tu vi, làm cho tất cả mọi người đều thấy hy vọng đây hết thảy nói là chậm chạp nhưng bất quá trước mắt ở giữa ký bắc lương không có ngăn cản bởi vì hắn thấy cho dù hiện tại cổ phong đối với hắn cũng không có uy hiếp chút nào nửa bước thiên dương thú vị ký bắc lương nhìn về phía cổ phong trong mắt mang theo âm trầm ý cười vậy liền đánh đi cổ phong mở miệng thân bên trên tu vi khí tức điên cuồng bộc phát chiến ha ha người rất nhiều thủ đoạn ta đều đã rõ ràng bây giờ cho dù ngươi có nửa bước thiên dương thực lực cũng ngăn không được ta ba quyền. Ký Bắc Lương cười lạnh, lập tức nâng lên nắm tay phải. Lúc này, nắm tay phải bên trên, vô biên huyết khí, điên cuồng ngưng tụ, 10 triệu độ cao khủng bố huyết sắc quyền ảnh lần nữa hiển hiện, trong đó huyết yêu hư ảnh vì theo mà ra. Ba quyền, cổ phong cười lạnh một câu, không tiến ngược lại thụt lùi, hướng thẳng đến ký Bắc Lương đánh tới. Nhận lấy cái chết, ký Bắc Lương cũng là không có nửa phần do dự, hướng thẳng đến cổ phong vào tới, xông ra ở giữa, một quyền hung hăng ném ra che khuất bầu trời huyết sắc, lần nữa hiển hiện, vừa rồi máu này yếu tố linh quyền, cổ phong là vận dụng dương ngư ngọc phòng ngự mạnh nhất, mới ngăn cản đến, nhưng lần này, không cần. Hoàng kim tiên long, hiện, cổ phong giống to một tiếng, lập tức, phổ biên màu vàng kim khí vụ, từ thân thể bên trên điên cuồng mà ra. Cái kia kim sắc khí vụ tại bên trên bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu trường dài hơn 10 trượng hoàng kim cự long. Cự long này thường tam nhãn, thất chảo, hắn quanh thân bên ngoài, còn quấn 16 khỏa hạt châu màu vàng óng, mơ hồ kim sắc hỏa diễm, tại thân thể bên trên vần quanh. Đây là rồng, đế tử đại nhân đây là ra sao thần thông, nghe đồn chỉ có chân mệnh thiên tử, mới có thể triệu hồi ra chân long. Phía dưới đám người nhao nhao kinh hô, nhìn lấy cái kia hoàng kim cự long trong lòng mỗi người đều là vì chi động dung. Giết, cổ phong đằng không mà lên, đứng ở hoàng kim tiên long cự đầu to bên trên, một tiếng quát lớn, lập tức một quyền hung hăng oanh ra. Giống, Hoàng kim cự long tùy theo một tiếng cự đại long giống, theo cổ phong cái này đấm ra một quyền, một đầu cực đại long chảo hư ảnh tùy theo hiển hiện. Long chảo hư ảnh bốn phía, 16 khỏa hoàng kim châu vần quanh, nương theo lấy một chảo này hung hăng sông ra. Bành, cái kia che khuất bầu trời huyết sắc một quyền, cùng cổ phong cái này hoàng kim chân long toàn lực bộc phát một quyền đối oanh đến cùng một chỗ. Cả hai va chạm vào nhau phía dưới, kim, huyết hai màu khí lãng, điên cuồng băng tán. 16 khỏa hoàng kim châu không ngừng sụp đổ. Cuối cùng, ký Bắc Lương một quyền này, bị cổ phong hoàn toàn ngăn lại. Nhưng mà, 16 khỏa hoàng kim châu, toàn bộ hóa thành cho tàn. Một quyền này, cổ phong ngăn lại, đồng thời không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, chính là ngăn lại, chỉ là đại giới không được tiểu. Ta xem người cái kia hạt châu màu vàng óng, còn có nhiều ít khỏa. Ký Bắc Lương cười lạnh một tiếng, lập tức lại là một quyền đánh tới. Đối mặt cái này quyền thứ hai, cổ phong như cũ không có né tránh, Lúc này một tiếng quát chói tai, Hoàng Kim lĩnh vực mở. Lời nói này ở giữa, làm cho tất cả mọi người chấn kinh một màn xuất hiện. Lấy cổ phong làm trung tâm, màu vàng kim gợn sóng điên cuồng khuếch tán ra. Bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành màu vàng kim, một đám bay lượn điều nhi trùng hợp đi ngang qua, chạm đến màu vàng kim gợn sóng, trong nháy mắt toàn bộ hoàng kim hóa, từ bầu trời rơi xuống. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đây là ra sao khủng bố thần thông, vậy mà có thể làm cho bình thường vật thể hóa thành hoàng kim. Cũng tại lúc này, ký bắc lương oanh ra, huyết ảnh cự quyền, tiến vào hoàng kim lĩnh vực phạm vi. Màu vàng kim gợn sóng chạm đến trong nháy mắt, hắn bắt đầu hoàng kim hóa, đồng thời tốc độ càng ngày càng chậm, tại huyết ảnh cự quyền khoảng cách cổ phong không đến một trượng thời điểm, hắn triệt để hoàng kim hóa biến thành một khỏa hoàng kim cự quyền. Cái này hoàng kim cự quyền, từ bầu trời rơi xuống, trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. Ký bắc lương, chỉ cảm thấy, mình cùng oanh ra một quyền này, mất đi liên hệ. Lĩnh vực, cái này tiểu tử vậy mà cảm mộ lĩnh vực, cái này sao có thể, tiểu tiểu hạ giới, tại sao có thể có người cảm mộ lĩnh vực. Giờ phút này, ký bác lương trong lòng, huyết sắc đồng tử kinh ngạc thanh âm vang lên. Hắn nhưng là biết, có thể cảm mộ lĩnh vực, cho dù tại thượng giới cũng là thiên kiêu, hắn không nghĩ tới cái này nhân gian lại có người có thể cảm mộ. Mặc dù ký bác lương không biết đạo lĩnh vực rốt cuộc là ra sao, nhưng từ huyết sắc đồng tử thanh âm bên trong liền có thể nghe ra, cái này cổ phong, tuyệt đối là bất phàm triển khai quyền trục lấy ra huyết cốt kiếm chém giết người này siêu hắn hồn đạt được hắn lĩnh vực cảm mộ người tất nhiên có thể phi thăng huyết sắc đồng tử nói thẳng trong lúc nhất thời ký bắc lương đối với cổ phong sát ý càng nặng bên trên bầu trời cổ phong cùng ký bắc lương đối lập mà xem ở đây chiến trước đó không ai có thể nghĩ đến cổ phong có thể đạt tới trình độ như vậy hai quyền ngươi nhưng còn có quyền thứ ba cổ phong lạnh lùng một câu bây giờ tu vi hoàng kim lĩnh vực có thể thôi động đến cực hạn ở nơi này cực hạn hoàng kim trong lĩnh vực huyết ảnh này cử quyền đã trải qua không còn là trở ngại cổ phong có thể trực tiếp đem hoàng kim hóa chỉ là đem huyết ảnh này cử quyền hoàng kim hóa tiêu hao rất nhiều nhưng giờ phút này cổ phong tại khí thế bên trên tự nhiên không thể thua cho đối phương quyền thứ ba cũng không cần người vượt qua bản tôn dự đoán như thế bản tôn cũng rốt cục có thể vận dụng toàn lực mở vừa nói ký bác lương vung tay lên ra cử quyền trục bay ra lập tức cái này ra cửa quyển trục trực tiếp triển khai. Đây là, đây là thiên huyết lão tổ năm đó chém giết vô số sinh linh luyện chế trí bảo huyết yêu bức họa, vật này phẩm dai, sớm đã siêu việt thiên dai. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. mươi 1287, kiếm ra, giờ phút này, lão ngư chấn kinh thanh âm truyền ra. Cổ phong trong lòng cũng là chấn động, không nghĩ tới cái này ký bắc lương vậy mà đạt được một kiện cùng dương ngư ngọc một dạng thượng giới bảo vật. Tiểu tử, còn có gì át chủ bài, toàn bộ xuất ra, bảo vật này khó đối phó. Lão ngư thanh âm, trực tiếp tại cổ phong trong lòng vang lên. Cổ phong mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ký bắc lương trong tay ra cửu quyển trục. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia ra cửu quyển trục bên trên, vô biên huyết sắc văn chữ hiển hiện, những cái này huyết sắc văn chữ, không lưu loát khó hiểu, cái này văn chữ không thuộc về nhân gian. Tiếp theo, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy ký bắc lương, tay phải một cái trưởng đao, hướng phía cánh tay trái vung lên. Phốc, hắn cánh tay trái, đúng là bị hắn bản thân sinh sinh cắt đứt. Cái này cắt đứt cánh tay trái, trực tiếp rơi vào da cừu quyển trục một mảnh kia huyết sắc quang mạc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, ký bác lương tay phải trực tiếp cắm vào quyển da cừu bên trong, tiếp theo, để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy da cừu quyển trục bên trên, một mảnh huyết dịch hiển hiện, ký bác lương bàn tay chậm rãi rút ra, Đúng là từ đó, rút ra một chuôi máu me đầm đìa cốt kiếm. Huyết hiêu hỏa trục tam đại thần thông một trong, lấy hóa xương kiếm, lấy kỳ bắc lương bây giờ tu vi, hắn cánh tay trái biến thành cốt kiếm, hẳn là tương đương với thiên giai cực phẩm binh khí, đồng thời kiếm này cùng tâm linh tương thông, uy lực vô tận. Lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên, cổ phong sắc mặt có chút trở nên nặng nề, tất cả mọi người nhìn lấy cảnh này, một màn này quá mức để cho người ta ngạc nhiên, tất cả mọi người không thể tin được có người dùng bản thân một cánh tay luyện hóa thành binh khí. Cái kia cốt kiếm rốt cục bị ký Bắc Lương từ ra cửa quyển trục bên trong rút ra. Rút ra về sau, vô biên huyết khí cô động, hội tụ đến cái này cốt kiếm bên trên, để cái này cốt kiếm trong nháy mắt hóa thành 10 trưởng chi cự. Một cỗ thuộc về thiên giai cực phẩm binh khí khí tức, ở tại bên trên tàn mạn ra. Thiên giai cực phẩm binh khí đã trải qua thuộc về cái này nhân gian đỉnh phong binh khí. Cổ ma điện chí bảo vạn ma kỳ, có thể mới vẻn vẹn thiên giai thượng phẩm binh khí mà thôi. Tất cả mọi người, nhìn về phía binh khí này, đều là không khỏi trong lòng mang theo vẻ sợ hãi. Cổ phong, hôm nay có thể chết ở huyết cốt kiếm phía dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh, hôm nay giết ngươi, chỉ cần nhất kiếm. Ký bác lương giờ phút này cánh tay phải nắm cốt nhục kiếm, từ đó cảm giác được một cỗ huyết mạch nghĩ thông suốt cảm giác, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy bản thân chiến lực vô tận, không chút do so dự, nhất kiếm hướng phía cổ phong chém tới. Giết ta, cổ phong góc miệng phiền lấy lãnh ý, hoàng kim lĩnh vực, trong nháy mắt mở ra đến cực hạn. Nhưng mà, ta huyết cốt kiếm thật sự mạnh mẽ quá đáng, hắn tiến vào hoàng kim lĩnh vực phạm vi bên trong, bề ngoài bên cạnh huyết khí hoàng kim hóa sụp đổ, nhưng huyết cốt kiếm bên trong lại là không ngừng tản mát ra huyết khí, đến mức cái này huyết cốt kiếm không cách nào bị hoàng kim hóa. Chớp mắt ở giữa, huyết cốt kiếm khoảng cách cổ phong, đã trải qua không đến một trường. Ký Bắc Lương rất thậm chí đã đang tưởng tượng cổ phong bị huyết cốt kiếm thôn vệ một màn, tất cả mọi người tâm đều nhắc đến cổ họng cổ phong gặp tình hình bình thản một câu tuế nguyệt kiếm đến bành cổ phong lời nói ở giữa hư không bỗng nhiên chấn vỡ đám người chỉ thấy một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra đương cái này một đạo quang mang trực tiếp đụng vào khí thức kia vô cùng khủng bố huyết cốt kiếm bên trên tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt cái kia huyết cốt kiếm đúng là bị đâm đến trách đi một thước kiếm khí màu đỏ ngòm tại cổ phong bên cạnh lược qua một kiếm này phách không giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cổ phong trước mặt trôi nổi cái kia một chuôi vết dỉ giống như giống như cổ kiếm bên trên kiếm này chính là tuế nguyệt kiếm vù vù tuế nguyệt kiếm phiêu phù ở cổ phong bên cạnh không ngừng phát sinh kiếm minh thập phần vui vẻ bộ dáng nếu như một con linh thú nhìn thấy chủ nhân của mình đồng dạng đại gia vô cùng kinh ngạc ai cũng chưa từng thấy qua như thế có linh tính kiếm tuế nguyệt kiếm uy lực quá mức khủng bố lấy cổ phong dĩ vãng tu vi, không cách nào chấn áp, một mực không có mang theo trên người, nhìn hắn đối với mình mình như thế ỉ lại, cổ phong cũng là trong lòng không khỏi sinh thẹn, nhạt nói, lần này về sau, ngươi không cần trở về nữa. Vù vù, tuế nguyệt kiếm lập tức lần nữa hưng phấn mà vù vù đứng lên. Vẹn vẹn một chuôi thiên giai hạ phẩm binh khí, cũng muốn cùng ta huyết cốt kiếm tranh phong, muốn chết. Ký bắc lương nhìn thấy cảnh này, hơi kinh ngạc, lập tức thần sắc lạnh hơn, kiếm trong tay lần nữa bổ ra. Lần này, kiếm này uy lực, bị hắn thôi động đến cực hạn. Một kiếm này phía dưới, sương mù màu máu phô thiên cái địa mà đến, kiếm này bốn phía, vô số huyết sắc kiếm ảnh hiển hiện. Kiếm ảnh này, ngàn ngàn vạn vạn, nhiều vô số kể. Như thế, một kiếm này, tại vô số huyết sắc kiếm ảnh vần quanh phía dưới, cùng một chỗ hướng phía cổ phong đánh tới. Thiên giai hạ phẩm, ha ha, tuế nguyệt kiếm, mở, mở, mở. Cổ phong mở miệng, lúc này, tuế nguyệt kiếm bên trên, cái kia vết gì tiêu tán, hiện ra chín đạo cổ điển đạo văn lập tức thứ một đạo phong ấn trực tiếp sụp đổ tuế nguyệt kiếm khí tức trực tiếp tiêu thăng đến thiên giai trung phẩm nhìn thấy cảnh này ký bắc lương cũng không để ý thiên giai trung phẩm cùng thiên giai cực phẩm binh khí ở giữa tranh lệch không cách nào san bằng mà cũng tại lúc này tuế nguyệt kiếm bên trên cái kia đạo thứ hai phong ấn trong nháy mắt sụp đổ tuế nguyệt kiếm khí tức đi vào thiên giai thượng phẩm ký bắc lương ánh mắt biến đổi ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt một kiếm này đột nhiên ra tóc. Sau một khắc, kiếm này cùng vô số huyết sắc kiếm ảnh, đã đi tới cổ phong trước người không đến một trượng chỗ. Cũng tại lúc này, tuế nguyệt kiếm bên trên, đạo thứ ba phong ấn sụp đổ. Một cỗ thuộc về thiên giai cực phẩm binh khí khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra. Tuế nguyệt, chảm, cổ phong mở miệng, nhất kiếm bỗng nhiên chém ra, kiếm này cổ phong ra tay toàn lực. Đồng thời, cổ phong chỉ cảm thấy lần này, trong cơ thể mình linh khí, chừng ba điểm một trong, bị trực tiếp rút ra. Một kiếm này phía dưới, vô biên kiếm khí màu xám, tàn phá bừa bãi mà ra. Bên trên bầu trời, ký bắc lương một nửa ngày không biến thành huyết sắc, mà cổ phong cái này một nửa ngày không bỗng nhiên biến thành màu xám. Bành bành bành, tuế nguyệt kiếm khí chạm đến kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt, kiếm khí màu đỏ ngòm kia chính là trong nháy mắt như bốc hơi đồng dạng, sụp đổ ra. Loại cảm giác này, tựa như là kiếm khí màu đỏ ngòm này sinh mệnh trực tiếp đi đến phần cuối đồng dạng. Tuế nguyệt kiếm, chạm tuế nguyệt huyết dịch là có sinh mạng huyết dịch này ngưng tụ kiếm khí màu đỏ ngòm trực tiếp bị tuế nguyệt kiếm chém tới đại lượng sinh cơ trong nháy mắt tử vong sụp đổ bên trên bầu trời cái kia vô biên huyết sắc kiếm ảnh bẻ gãy nhìn nát đồng dạng không ngừng sụp đổ tuế nguyệt kiếm cùng huyết cốt kiếm trực tiếp đụng nhau tại một chỗ bành chỉ thấy huyết cốt kiếm bên trên huyết phụ không ngừng sụp đổ thẳng đến huyết phụ toàn bộ sụp đổ lộ ra chân chính xương thân xương kia tại tuế nguyệt kiếm tản mát ra tuế nguyệt lực lượng dưới trong nháy mắt trở nên u ám, tiếp lấy khe hở hiển hiện, lập tức phải sụp đổ. Không tốt, ký bác lương gặp tình hình một tiếng kinh hô, trực tiếp thu tay lại đem kiếm thu hồi. Hắn nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn về phía cổ phong, trong mắt vẻ khiếp sợ, đều là khó mà che giấu. Đại gia không nghĩ tới, cổ phong vẫn còn có như thế trí bảo. Mà ký bác lương nói nhất kiếm chém giết cổ phong, bây giờ đã trải qua thành trò cười. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. chương 1288, phân thân trở về. Giờ phút này, hoàng kim cự long tiêu tán, hóa thành vô biên kim vụ tại cổ phong phía sau cô động thành một đôi hoàng kim cánh chim. Cái này hoàng kim cánh chim bỗng nhiên vỗ một cái, cổ phong nổ bắn ra mà ra. Bởi vì cổ phong biết, cái này tuế nguyệt kiếm, toàn lực thôi động phía dưới, hắn chỉ có ba kiếm lực lượng, thừa dịp đối phương binh khí bị hao tổn, giờ phút này không được thừa thắng xông lên, chính là lãng phí cơ hội. Ký Bắc Lương gặp tình hình trực tiếp đem huyết cốt kiếm cắm vào ra cửa quyển trục bên trong. Giết, giờ phút này, cổ phong khoảng cách Ký Bắc Lương đã trải qua chỉ có một, trong tay tuế nguyệt kiếm, lần nữa chém ra. Cũng tại lúc này, Ký Bắc Lương đem huyết cốt kiếm từ ra cửa quyển trục bên trong bỗng nhiên rút ra. Cái kia cốt kiếm bên trên vết dạn đã trải qua tiêu tán, binh khí lần nữa cô động thành huyết sắc kiếm cương. Bành, kiếm thứ hai, cả hai lần nữa chạm vào nhau, tuế nguyệt kiếm khủng bố tuế nguyệt lực lượng bộc phát, huyết cốt kiếm bên trên huyết khí kiếm cương trực tiếp sụp đổ, cái kia cự chấn động mạnh lực lượng, tính cả ký bắc lương cũng là bị đánh bay ra ngoài. Phốc, ký bắc lương bị đánh bay vài chục trượng, trận chiến ngày hôm nay, lần thứ nhất, trong miệng máu tươi tràn ra. Đế tử đại nhân đem ký bắc lương đánh thổ huyết, ta liền nói đế tử đại nhân tất thắng, chúng ta có thể sống sót, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh hô. Bọn hắn không biết giờ phút này, Cổ phong trong lòng kêu khổ không chịu nổi, tay cầm tuế nguyệt kiếm cánh tay phải, bị chấn động đến trận trận đau đớn. Chủ yếu nhất là, vừa rồi bản thân nhất kiếm oai, lúc đầu làm cho đối phương binh khí bị hao tổn, nhưng mà hắn đúng là trong nháy mắt liền khôi phục. Cũng chính là huyết yêu bức hỏa đáng sợ, chỉ cần có huyết yêu bức hỏa tại, cái kia huyết cốt kiếm, mãi mãi cũng có thể giữ đỉnh phong. Lão ngư thanh âm truyền đến, ký bác lương lau đi góc miếng huyết thủy đem u ám mang theo vết dạn huyết cốt kiếm lần nữa cắm vào da cừu quyển trục lập tức lần nữa rút ra, huyết cốt kiếm lần nữa khôi phục đỉnh phong, nhìn hướng cổ phong, trong mắt mang theo sát ý cổ phong, ta muốn giết ngươi. Giết, cổ phong giờ phút này sắc mặt trắng bệch, cũng là lần nữa xông ra. Trong cơ thể hắn linh khí, vẹn 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 còn lại 3 điểm một trong, hắn bây giờ làm sao sẽ thi triển cuối cùng nhất kiếm. Cả hai tại bên trên bầu trời, lần nữa đối oanh một chỗ. Bên trên bầu trời, tuế nguyệt kiếm cùng huyết cốt kiếm đụng nhau, cổ phong cùng ký bắc lương thân thể bên ngoài, riêng phần mình hiển hiện màu xám lồng khí cùng huyết sắc lồng khí kiếm này hai người đều vận dụng toàn lực hoàng kim lĩnh vực giờ phút này cổ phong giống to hoàng kim lĩnh vực thôi động đến cực hạn màu vàng kim gợn sóng khuếch tán đến ký bắc lương thân thể bên trên ký bắc lương thân thể bắt đầu hoàng kim hóa lúc này ký bắc lương biến sắc mà cũng vào lúc này không tốt cổ phong cảm giác trong cơ thể mình linh khí bị rút ra làm không có linh khí trèo trống Tuế Nguyệt Kiếm đã trải qua không cách nào bộc phát huy lực, vẻn vẹn hoàng kim lĩnh vực không cách nào vây khốn ký Bắc Lương. Bành, giờ phút này, cổ phong tại huyết cốt kiếm khủng bố kiếm khi phía dưới, trực tiếp bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Bên trên bầu trời, cổ phong trong miệng liên tục phun ra mấy cái huyết vụ. Giờ phút này, cổ phong thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, hắn toàn bộ cánh tay phải, toàn bộ xương cốt đều đã bị chấn nát, hắn bên trên máu me đầm đìa, mà không chỉ là cánh tay phải nát, cổ phong tạng phủ cũng là thụ thương nghiêm trọng, chỉ cảm thấy hô hấp đều là khó khăn giờ phút này liền phi hành khí lực đều đã không có cổ phong từ bên trên bầu trời rơi xuống cổ phong quần áo màu trắng đã trải qua biến thành huyết sắc tất cả mọi người nhìn lấy bên trên bầu trời rơi xuống cổ phong chỉ cảm thấy tất cả hy vọng đều thất bại trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng chủ nhân giờ phút này một thanh âm từ cổ phong trong nạp giới truyền ra lập tức một đầu to lớn một đầu đà điều từ hắn bên trong bay ra trực tiếp đem cổ phong tiếp được không có việc gì, phúc, cổ phong tựa ở đà điều cổ bên trên, gian nan mở miệng, hắn sắc mặt nhợt nhạt, lớn thở hồn hền, trong miệng máu tươi không ngừng nuốt nhả. cổ phong biết lấy tình huống bây giờ, nếu như không được triệu hoán long cốt bản tôn đối với ký bắc lương đã trải qua không có chút nào sức chống cự. tuế nguyệt kiếm rất mạnh, bây giờ lúc này mới giải khai đạo thứ ba phong ấn, nếu là mở ra đạo thứ tư phong ấn, uy lực càng là cực kỳ kinh khủng. chỉ là đáng tiếc, cổ phong bây giờ đã trải qua không có năng lực đem thôi động. Tuế Nguyệt kiếm một tiếng gào thét, tiến vào cổ phong trong nạp giới. Cổ phong, bài, giờ phút này, trong mắt mọi người vẻ tuyệt vọng, đạt đến cực hạn. Phong ca, duyện mộng chu con mắt trong nháy mắt liền đỏ, lập tức nhìn về phía ký Bắc Lương, gầm lên một tiếng, lão tử cùng ngươi liều. Lời nói ở giữa, duyện mộng chu tu vi thiêu đốt, vô biên bạch tuyết từ thân thể bên ngoài hiển hiện, cái này cuồng bạo bạch tuyết vần quanh phía dưới, duyện mộng chu trong tay xuất hiện một chuôi trường đao, hướng thẳng đến ký Bắc Lương đánh tới chỉ bằng ngươi ký bắc lương khinh thường một câu lập tức trong tay huyết cốt kiếm lập tức nhất kiếm bổ ra lúc này duyện mộng chu bốn phía băng tuyết toàn bộ sụp đổ duyện mộng chu máu tươi cuồng phún bay thẳng ra ngoài nhìn phía xa trọng thương duyện mộng chu ký bắc lương cười lạnh duyện mộng chu ngươi cũng liền có mấy phần đầu óc thực lực kém xa cổ phong lập tức hắn không để ý tới hội duyện mộng chu hôm nay hắn người thứ nhất muốn giết người là cổ phong cổ phong người rất mạnh bất quá rất đáng tiếc bây giờ đây đã là người cực hạn. Ký Bắc Lương nhìn về phía cổ phong, cười lạnh, hôm nay trong lòng của hắn chấn kinh, rất nhiều, hắn không nghĩ tới lấy bản thân mạnh hơn cổ phong nhiều như vậy tu vi, vậy mà giết hắn, còn như thế phí sức. Cực hạn sao, vậy nhưng chưa hẳn, cổ phong tựa ở đà điều cổ bên trên, nhìn về phía ký Bắc Lương cười lạnh. Ký Bắc Lương trong lòng run lên, hôm nay đối phương mang cho hắn kinh ngạc thực sự quá nhiều, trong lòng của hắn cũng gọi là không cho phép, cái này cổ phong phải chăng còn có hậu thủ phong tỏa băng tuyết thánh tông huyết sắc đồng tử thanh âm bỗng nhiên tại ký bắc lương trong lòng vang lên ký bắc lương trong mắt sáng lên hắn tự nhiên biết cổ phong huynh đệ phân bộ nhân gian một cái hai cái hắn không quan tâm nếu như chư châu võ giả toàn bộ chạy đến nghĩ cách cứu viện hắn phải giải quyết thật có chút phí sức huyết phong đại trận ký bắc lương mở miệng vung tay lên lúc này một mảnh huyết phụ từ cái này thiên địa ở giữa hiển hiện cực tốc lan tràn bất quá hô hấp ở giữa toàn bộ băng tuyết thánh tông bị một tòa cử đại lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, bao ở trong đó. Ký Bắc Lương cười lạnh, cổ phong, người cái này điểm tâm cơ tại bản tôn trước mặt vô dụng, người không phải liền là đang chờ đợi viện binh sao. Có trận pháp này tại, hư không giam cầm, không người nào có thể xé rách hư không tiến vào băng tuyết thánh tông tới cứu ngươi, hôm nay ngươi, cùng nơi này tất cả mọi người, đều phải chết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tuyệt vọng, cho dù duyện mộng chu, giờ phút này đều nhắm mắt lại. Chỉ thấy, Kỳ Bắc Lương nắm chặt huyết cốt kiếm, cao cao nâng lên, liền muốn nhất kiếm chạm, ai cũng có thể nhìn ra nằm trong loại trạng thái này cổ phong, tất nhiên bị nhất kiếm chém giết, nhưng mà cũng tại lúc này. Oanh, chỉ nghe một trận oanh minh từ bao phủ băng tuyết thánh tông đại trận màu đỏ ngòm bên trên bên trên bầu trời truyền đến. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt hội tụ mà đến, chỉ thấy hư không đúng là bỗng nhiên vỡ vụn ra. Ký Bắc Lương gặp tình hình, trong lòng giật mình, lập tức cười lạnh, ha ha, vậy mà thật có cứu binh. Bất quá chẳng cần biết ngươi là ai, nghĩ phá bản tôn cái này đại trận màu đỏ ngòm, không có khả năng. Mà cũng tại lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một thanh âm. Chỉ là huyết luyện ma khí, cự ma bá thể, phá đi. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. chương 1289, Thổ Hào Đấu Pháp. Thanh âm này, buông thả mà phóng khoáng, đại gia chỉ cảm thấy thanh âm này cùng cổ phong thanh âm rất giống nhau. Nhưng so với cổ phong thanh âm thêm ra một cỗ cuồng ma chi ý, Tiếp theo, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Cái kia vỡ vụn hư không bên trong, một đầu to lớn cánh tay rũi ra. Cánh tay này bên trên đại, nếu như đỉnh thiên thần trụ. Hắn bên trên ma văn dày đặc, mang theo cực kỳ khủng bố khí tức. Ma khí hơi thở, người này tu đúng là chân ma. Cũng tại lúc này, ký bác lương trong lòng huyết sắc đồng tử kinh ngạc thanh âm truyền ra. Hắn mạch này, tu là huyết ma, huyết ma không thuộc về chính đồ, thuộc về tà ma một loại, từ xưa Tà Ma tu người không bằng chân Ma tu giả, mọi người đều biết, hắn không nghĩ tới, lúc này sẽ đến một cái chân Ma tu giả. Cũng vào lúc này, bên trên bầu trời cái kia hư không khe hở không ngừng to lớn, trong đó lại là rũi ra một đầu chân lớn, tiếp theo là thân thể. Hô hấp ở giữa, một người trừng cao trăm trượng, toàn thân ma văn lượn lờ cự nhân, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bất quá bởi vì đại trận màu đỏ ngòm ngăn cách, mọi người xem không rõ hắn dung mạo. Phá trong cao không, cái kia chăm trưởng ma thân giống to một tiếng. Lập tức, kỳ hữu quyền bên trên, ma diễm giấy lên, một quyền hung hăng đánh xuống. Bành, trong nháy mắt đại trận màu đỏ ngòm, chấn động kịch liệt, tiếp lấy vết dạn hiển hiện, lập tức cái kia vết dạn cực tốc khuếch tán ra. Sau một khắc, tại mọi người vô cùng ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ bên trong, đại trận màu đỏ ngòm sụp đổ. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào, muốn nhìn một chút, trước đây tới cứu viện người, rốt cuộc là ai? mà lại nhìn hắn dung mạo cổ phong trong mắt mọi người ánh mắt vô cùng kinh ngạc người này dung mạo vậy mà cùng cổ phong giống như đúc đợi chờ đế tử đại nhân động thủ đến nay chưa bao giờ thi triển qua phân thân thủ đoạn chẳng lẽ đây là trong nháy mắt tất cả mọi người chấn động trong lòng cực kỳ ai có thể nghĩ tới cổ phong lại có một bộ khủng bố như thế phân thân bản tôn phân thân tâm thần thống một chỉ là một tính khác biệt giờ phút này cổ phong tâm thần đều lưu tại băng tuyết thánh tông bên ngoài, cái kia cao trăm trưởng phân thân bên trên. Còn tốt kịp thời đuổi tới, cổ phong trong lòng không khỏi thầm than, lúc mấu chốt, bản thân rốt cuộc đem cửu hồn tố ma công cũng tu luyện tới tầng thứ 8, như thế sẽ rách hư không mà đến. Nếu như chậm một bước nữa, bản tôn chỉ sợ cũng muốn bỏ mình nơi này. Phân thân, nhìn lấy trong cao không, cổ phong cao trăm trưởng thân thể, ký bác lương trong lòng chấn kinh cực kỳ. Hắn lúc đầu coi là mình đã đem cổ phong đánh bại, không nghĩ tới, bản thân đánh bại, vậy mà vẻn vẹn bản tôn, còn có mạnh mẽ như thế phân thân. Còn tốt cái này cổ phong chân ma phân thân, chỉ có sơ nhập địa âm cảnh thực lực, như thế cho dù là chân ma, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Giờ phút này quan sát trăm trượng thân thể tu vi khí tức, huyết sắc đồng tử hô dài khẩu khí. Tốt một cái phân thân, có thể đánh bại bản tôn, ta còn sợ ngươi một bộ phân thân không thành, giết. Ký bác lương không trần chờ nữa, tay cầm huyết cốt kiếm, hướng thẳng đến cổ phong phân thân nhất kiếm chém tới. Giờ phút này cổ phong phân thân cự ma hóa thứ bốn hình thái, tu vi bộc phát tới đỉnh phong, nhìn thấy ký bắc lương bổ tới nhất kiếm, ánh mắt biến đổi, lập tức quát khẽ một tiếng, thí thương thương. Lời nói ở giữa, một cái thương tiêm nhi từ cổ phong phân thân trong nạp giới bay ra. Cái này thương tiêm nhi bay ra trong nháy mắt, phổ biên ma khí cực tốc tụ đến, trực tiếp ngưng tụ thành thân thương, ma khí lượn lờ thí thương thương bị cổ phong phân thân trực tiếp nắm trong tay. Ma diễm, nhiên, ma hồn, nhập, cổ phong liên tục mở miệng, lúc này cánh tay phải bên trên, phổ biên ma diễm hiển hiện, cái này ma diễm, đem thí thương thương bao trùm. Đồng thời, chỉ thấy, tám đạo ma hồn từ cổ phong thể nội bay ra, toàn bộ dung nhập cổ phong cánh tay phải bên trên. Cái này tám đạo ma hồn, chính là cổ phong tu ra bản mệnh ma hồn. Dung nhập tám đạo ma hồn, vốn là cự ma hóa thứ bốn hình thái thân thể, lực lượng đạt đến cực hạn, tay cầm thí thương thương, bỗng nhiên đâm ra một thương. Này kích, cự ma phách thể công, cửu chuyển ma khí công, cửu hồn tố ma công, đồng thời vận chuyển. Lấy thí thương thương bộc phát, một kích toàn lực, bành, bên trên bầu trời, tại ánh mắt mọi người bên trong, một thương này cùng huyết cốt kiếm trực tiếp đối oanh một chỗ. Sau một khắc, cổ phong trăm trưởng ma thân lui ra phía sau ba bước, ký bắc lương, cũng là lui ra phía sau ba bước. Đám người kinh ngạc, cái này cổ phong phân thân vậy mà như thế cường hoành, một kích phía dưới cùng ký bắc lương tương xứng. Cổ phong nhưng trong lòng thì biết, đây là bởi vì phân thân tu chân ma khắc chế tà ma mà đã như thế lại vận dụng toàn bộ thủ đoạn mới vẻn vẹn cùng ký bắc lương cân sức ngang tài mà thôi thực tế bên trên phân thân không phải ký bắc lương đối thủ đáng chết lại đến ký bắc lương gặp tình hình mở miệng lập tức xông ra cổ phong gặp tình hình biết bản thân cái này phân thân muốn cùng đối phương liều mạng không cách nào thủ thắng nhưng cũng may cổ phong phân thân nhiều năm trước tới nay làm chuẩn bị thế nhưng là không được thiếu phi kiếm, ra, cổ phong mở miệng, trong nạp giới, 16 thanh phi kiếm bay ra. Phi kiếm này vừa bay ra, tất cả mọi người tại chỗ, trong mắt đều là trước đó chưa từng có vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này mỗi một chuôi phi kiếm bên trên khí tức, vậy mà đều là thiên giai. 16 kiện thiên giai binh khí, trong đó đại bộ phận là thiên giai hạ phẩm trung phẩm, nhưng có hai kiện là thiên giai thượng phẩm. Cái này 16 thanh phi kiếm, chính là cổ phong phân thân tại âm quỷ di tích bên trong, chém giết côn luân dưới đám người đoạt được, trong đó hai kiện thiên giai thượng phẩm binh khí, chính là cổ phong từ cái kia tây môn lôi, diêm vũ nhi, trong tay hai người đạt được. Đây là gì ngang giá ha, không có một món binh khí, là thiên giai cực phẩm, cũng muốn đối kháng ta huyết cốt kiếm, trò cười. Ký bắc lương gặp tình hình, cũng không để ý, có đúng không, cổ phong cười lạnh một câu, lập tức bấm tay một chút, lúc này, cái kia 16 thanh phi kiếm, cực tốt mà ra. Muốn chết, ký bác lương lãnh ngữ, liền muốn ra tay, mà cũng tại lúc này. Bảo, cổ phong mở miệng, sau một khắc, tại tất cả mọi người gần như ngốc trệ trong ánh mắt, 16 chuôi thiên giai phi kiếm, bỗng nhiên nổ bể ra đến. Những cái này phi kiếm, phần lớn đều là thiên giai hạ phẩm, thiên giai trung phẩm, cổ phong thiên giai bảo vật đã đầy đủ, những cái này phi kiếm đối với cổ phong mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, hôm nay muốn giết ký bắc lương tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ. 16 chuôi thiên giai phi kiếm bạo tạc oai lực, có thể nói kinh thiên động địa, khủng bố linh khí phong bạo trong nháy mắt bộc phát ra, vô biên ánh lửa đem ký Bắc Lương nuốt hết. Ký Bắc Lương coi như có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cổ phong vậy mà như thế chi hung ác. Không nói bỏ ra cái này 16 chuôi thiên giai phi kiếm, như thế tự bạo bảo vật, tự thân thần hồn cũng là muốn bị hao tổn nghiêm trọng. Bất quá cổ phong không quan tâm, phân thân tu hành cửu hồn tố ma công, thần hồn cường đại kiên cố cực kỳ, căn bản không sợ. Khói lửa tràn ngập mấy tức không tiêu tan, mọi người xem không đến trong đó cảnh tượng cổ phong giờ phút này một đạo gần như từ trong hàm răng gạt ra gầm thét thanh âm từ trong đó truyền ra khói lửa tán đi giờ phút này đại gia chỉ thấy một đạo toàn thân máu me đầm đìa thân ảnh từ trong đó hiển hiện thân ảnh này chính là ký bắc lương giờ phút này hắn cả người là huyết vết thương vô số song nhãn đều là biến đến vô cùng xích hồng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cổ phong hội cùng một chỗ tự bạo nhiều như vậy phi kiếm tốc độ này nhanh chóng hắn căn bản đến không kịp né tránh Giờ phút này hắn bị tạc phải trọng thương, toàn thân kịch liệt đau nhức truyền đến, cũng may có huyết liệu thuật, bằng không như vậy trọng thương trong thời gian ngắn, thật sự khó mà khỏi hẳn. "Ta giết ngươi." Ký Bác Lương mở miệng, tu vi bộc phát cực hạn, thân thể bên trên huyết diễm giấy lên, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong kinh ngạc một câu, xương cốt quả nhiên đủ cứng, bất quá không quan hệ. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên, lại là chín lò luyện đan bay ra. Cái này chín lò luyện đan bên trên toàn bộ tản ra thiên giai binh khí khí tức. Nhìn thấy cái này chín lò luyện đan, tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ. Cái kia ký bác lương xông ra thân thể, tại bên trên bầu trời bỗng nhiên một trận. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. chương 1290, Ma Long Biến, mà ký bác lương vốn là xông ra tư thái, một trận này, mặc dù dừng lại, nhưng muốn né tránh nhưng có chút muộn hắn mắt thấy chín tòa hỏa diễm lượn lờ thiên giai đan lô gào thét mà tới. Đáng chết, bảo, oanh, theo cổ phong lời nói rơi xuống, chín lò luyện đan trực tiếp nổ bể ra đến, khủng bố linh khí phong bạo lần nữa điên cuồng tàn phá bừa bãi mà ra. Ký Bắc Lương, lần nữa bị nuốt hết, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, lại là chín kiện thiên giai binh khí, cái này đế tử đại nhân cũng quá mức thổ hào một chút đi. Cổ phong góc miệng mỉm cười, có luyện yêu lô tại, cái này chín lò luyện đan, với hắn mà nói tác dụng không lớn, hôm nay vì chém giết ký Bắc Lương, tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Cổ phong, ta muốn giết ngươi, một mảnh kia trong khói lửa, một đạo tê tiếng giống giận truyền đến, lập tức chỉ thấy một đạo toàn thân máu me đầm đìa thân ảnh, gầm thét sông ra. Sông ra người, tự nhiên là ký Bắc Lương, giờ phút này, hắn toàn thân đẫm máu, mặt nhãn giữ tợn tới cực điểm, hắn thân bên trên thiêu đốt lên huyết diễm, cái này huyết diễm chính là huyết liệu thuật biến thành, nếu không có có huyết liệu thuật tại, vừa rồi cổ phong một kích, hắn chỉ sợ cũng muốn chết nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người là ánh mắt biến đổi cái này ký bắc lương đều bị đánh thành dạng này lại còn sinh mãnh như vậy giết lời nói ở giữa trong tay huyết cốt kiếm bỗng nhiên bổ ra cái này bổ ra phía dưới chỉ thấy một đạo huyết ảnh từ kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra huyết ảnh này bay ra trong nháy mắt biến thành một đầu đầu sinh hai chân từ máu tươi cô động huyết sắc yêu vật hướng thẳng đến cổ phong đánh tới này yêu vật vừa ra Huyết cốt kiếm hào quang đều là ảm đạm xuống. Cái này yêu vật chính là huyết cốt kiếm ngưng luyện khí linh. Cổ Phong gặp tình hình, nạp giới bên trên hào quang lóe lên, lập tức một mảnh thanh sắc lá đảo bay ra. Vật này chính là lúc trước Cổ Phong từ Trương Huyền tay ở bên trong lấy được Đào tiên lá. Cái này Đào tiên lá là tiêu hao loại bảo vật, uy lực không tầm thường, dĩ vãng Cổ Phong một mực không có cam lòng dùng, hôm nay không giữ lại chút nào. Đào tiên lá bay ra, trực tiếp chính là tự hành bốc cháy lên thiêu đốt phía dưới hắn đúng là biến hóa ra một quả thanh sắc quả đào hư ảnh một cái quỷ dị trận văn hiển hiện hắn bên trên lập tức hắn bên trên tản mát ra một trận thanh sắc gợn sóng ký bắc lương gặp tình hình cười lạnh mở miệng ha ha tùy tiện xuất ra mảnh phá diệp tử cũng muốn phá ta huyết cốt kiếm yêu linh si tâm vọng tường chịu huyết sắc yêu vật giống to một tiếng vung lên huyết trảo chính là hướng phía cổ phong đánh tới cũng tại lúc này quả đào hư ảnh bên trên tản mát ra thanh sắc gợn sóng cái này gợn sóng khuếch tán đến huyết sắc yêu vật bên trên, lập tức chỉ thấy huyết sắc kia yêu vật đúng là lập tức bắt đầu sụp đổ, hóa thành huyết khí cuồn cuộn, toàn bộ bị hút vào cái này thanh sắc quả đào hư ảnh bên trên trận pháp bên trong. Trả lại cho ngươi, cổ phong mở miệng, vung tay lên, cái kia thanh sắc quả đào hư ảnh, hướng thẳng đến ký bắc lương phóng đi. Đây là ra sao, ký bắc lương ánh mắt biến đổi, vô ý thức nhất kiếm bổ ra. Một kiếm này, trực tiếp bổ vào thanh sắc quả đào hư ảnh bên trên. Bành, lúc này, thanh sắc quả đào hư không trong nháy mắt nổ tung, vô biên huyết vụ từ trong đó xung kích ra, hung hăng đụng vào ký bắc lương thân thể bên trên. Phốc, ký bắc lương một ngụm máu tươi, cuồng bắn ra, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ký bắc lương lại bị đế tử đại nhân đánh bay, đế tử đại nhân phân thân hoàn toàn chiếm thượng phong, quá kinh khủng, cái kia quả đào hư ảnh liền đúng là ra sao. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô mở miệng. Ngay từ đầu, cổ phong một thương cùng ký bắc lương liều ngang sức ngang tài. Kế tiếp, tự bạo bay kiếm đan lô, trực tiếp trọng thương ký Bắc Lương, đây coi như là xuất kỳ bất ý. Mà lần này, cổ phong dùng đào tiên lá, cái này đào tiên lá có thể hấp thu tất cả công kích đồng thời hấp thu khả năng lược, trở lại còn trở về, nói cách khác lần này, đem ký Bắc Lương đánh bay, cũng không phải là đào tiên lá, mà là hắn bản thân phóng xuất ra huyết sắc yêu vật. Có thể nói, cái này ba lần xuất thủ, mặc dù cổ phong đều chiếm thượng phong, thế nhưng là dùng huyết tâm tư, nỗ lực cực giá thật lớn. Cổ phong, người chết cho ta. Cũng tại lúc này, bị đánh bay mấy chục trưởng ký Bắc Lương, tức giận một câu, lần nữa hướng phía cổ phong liều chết sung phong. Có thể thấy được ngực, có một cái cự đại lõm vết thương, hắn bên trên máu thịt bè bét, bất quá giờ phút này bốn phía thiêu đốt lên huyết diếm, vết thương kia đang không ngừng khép lại. Tiểu tử, có huyết liệu thuật tại, kéo càng lâu, càng là phiền phức, nhất định phải cho một kích chí mạng. Lão ngư thanh âm, tại cổ phong trong lòng vang lên. Ra tay toàn lực, cổ phong không chút do dự, một chuôi long văn trường đao xuất hiện ở trong tay. Chính là thanh long phá hư đao, huyết cốt kiếm, huyết ảnh chảm, ký bắc lương nhẫn thụ lấy thân bên trên đau đớn kịch liệt, trong tay huyết cốt kiếm, hướng phía cổ phong bỗng nhiên chém một cái. Lần này, trong đó huyết phụ tràn ngập, bầu trời bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy cái kia vô biên huyết phụ ngưng tụ biến hóa, đúng là biến thành một đạo to lớn huyết sắc trăng khuyết. Này huyết sắc trăng khuyết, mang theo tiêu sát khí tức, từ bầu trời hướng phía cổ phong, trực tiếp hung hăng đánh rớt. Ma Long biến, cổ phong gặp tình hình, một tiếng quát trói tai. Lúc này, thanh long lệnh bên trong thanh long huyết mạch dung nhập cổ phong thể nội, cổ phong toàn bộ trong nháy mắt long hóa. Bây giờ cổ phong bản thân tu vi thì có sơ nhập địa âm cảnh, mà cự ma hóa hình thái thứ ba phía dưới, cổ phong thân cao đạt tới trăm trượng, sức mạnh thân thể có thể so với địa âm đại viên mãn võ giả, đây cũng là trước đó cổ phong có thể cùng ký Bắc Lương liều mạng nhất kiếm nguyên nhân một trong. Mà bây giờ, tại cự ma hóa trạng thái dưới, thi triển thanh long biến cổ phong khí tức, trong nháy mắt lần nữa bạo tăng, trực tiếp đạt tới nửa bước thiên dương. Mà đầu của nó đỉnh, một đôi sừng rồng sinh ra, sau lưng một đầu cự đại long vĩ hiển hiện, thân bên trên long lân hiển hiện. Mà mặc kệ sừng rồng, long vĩ, hay là thân bên trên mỗi một khối long lân, đều là đen nhánh vẻ, hiện lên một mảnh ma văn. Hắn nghiễm nhưng đã liền thành hình người ma long, ma long chảm, giết, hóa thân hình người ma long cổ phong, gầm lên một tiếng, trong tay thanh long phá hư đao trong nháy mắt ma hóa, trở nên một mảnh đen nhánh hướng phía khí bắc lương chính là bỗng nhiên chém một cái lúc này một đầu to lớn hắc sắc cự long hư ảnh từ thanh long phá hư đao bên trên gào thét mà ra oanh ma long hư ảnh cùng huyết sắc trăng khuyết tại bên trên bầu trời trực tiếp đối oanh vừa ra sau một khắc cùng một chỗ sụp đổ cả hai đúng là bất phân cao thấp nhưng giờ phút này cổ phong sắc mặt đã trải qua mang theo vài phần trắng bệch hắn dù sao tu vi thật sự chỉ có sơ nhập địa âm cảnh thi triển thanh long phá hư đao, ngăn lại như thế một kích hao phí hắn đại lượng ma khí trận chiến này đến tình trạng này tất cả mọi người là chấn kinh cực kỳ trước đó ai có thể nghĩ tới cổ phong thực lực đạt tới khủng bố như thế hoàn cảnh ký bắc lương đứng lơ lửng trên không nhìn lấy cổ phong đáy mắt ẩn tàng kinh hãi thật lâu không tiêu tan nguyên bản cổ phong hắn căn bản không để trong mắt mà bây giờ hắn biết đối phương là đối thủ mình người thương thế trên người quá nặng tiếp tục thi triển huyết cốt kiếm tiêu hao đại, dùng thứ hai thần thông. Giờ phút này, huyết sắc đồng tử thanh âm, tại ký bắc lương trong lòng vang lên. Ký bắc lương gật gật đầu, nhìn về phía cổ phong cười lạnh, cổ phong, thủ đoạn không sai, bất quá cũng nên dừng ở đây. Ra, thần CMN hào, chương 1291, viễn cổ yêu thân. Lời nói này ở giữa, ký bắc lương vung tay lên, hắn trong nạp giới, trực tiếp hiện ra mấy chục cái dã thú. Có giã cẩu, có núi gà, có mèo hoang, tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn, cái này ký Bắc Lương là làm cái quỷ gì, những dã thú này, thế nhưng là một chút tu vi đều không có. Huyết hóa, ký Bắc Lương lập tức mở ra quyển gia cừu, hắn bên trên từng đạo từng đạo huyết văn hiển hiện, những cái này huyết văn ngưng tụ biến hóa, biến thành một đầu uy vũ bá khí huyết sắc xấu ngao hư ảnh, này huyết sắc xấu ngao hư ảnh trực tiếp hóa thành một vệt sáng chui vào cái kia dã cầu thể nội. Cái kia dã cầu, trong nháy mắt gào một tiếng, tiếp theo, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, hắn thân bên trên bên trên sinh ra bộ lông màu đỏ ngòm, hắn đúng là biến thành một đầu to lớn huyết ngao. Mà hắn thân bên trên tản mát ra khí thức, đúng là đạt tới sơ nhập địa âm cảnh. Huyết yêu bức họa, thứ hai thần thông, huyết mạch yêu vật. Yêu huyết trong bức tranh, dị thú huyết mạch vô số, có thể cho bất luận cái gì giã thú bình thường, trong nháy mắt lột xác, năm đó thiên huyết lão tổ một trận chiến, phất tay ở giữa, chừng ba ngàn vương cấp yêu vật xuất hiện, cực kỳ khủng bố lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên, cổ phong cũng là ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, cái này yêu huyết bức họa, đương thật sự là một chuyện khủng bố bảo vật. Mà cũng tại lúc này, quyển gia cừu bên trên, từng đạo từng đạo huyết văn hiển hiện, ngừng tụ thành huyết phượng hoàng, huyết báo. Những cái này huyết sắc dị thú hư ảnh, toàn bộ chui vào những cái kia không thể bình thường hơn dã thú thể nội, những dã thú này, lúc này cùng nhau lột xác, đều là hóa thành khí tức đạt tới sơ nhập địa âm cảnh dị thú. 38 chỉ trọn vẹn 38 chỉ sơ nhập địa âm cảnh huyết sắc dị thú. Mọi người xem ra, những cái này huyết sắc dị thú là cưỡng ép tăng cao tu vi, đồng thời lại không có tu luyện cái gì kinh nghiệm, linh trí cũng cần phải 10 phần nông cạn, so với chân chính sơ nhập địa âm cảnh võ giả nhất định là kém xa tít tắp, nhưng chiến lực tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả nửa bước địa âm. Trọng yếu nhất là số lượng nhiều A, 38 chỉ, đây là một cỗ như thế nào lực lượng. Cổ phong, bằng vào ta đoán chừng, trong cơ thể ngươi ma khí nhất chống đỡ thêm ngươi lại bổ ra hai đao, hai đao về sau ngươi cái này phân thân ma khí hao hết, đó chính là ngươi tử kỳ, giết. Ký Bắc Lương mở miệng, vung tay lên, lúc này, cái kia rất nhiều sơ nhập địa âm cảnh khí tức huyết sắc dị thú, toàn bộ hướng phía cổ phong trùng sát mà đến. Tại cổ phong thi triển rất nhiều thủ đoạn về sau, Ký Bắc Lương cũng thu hồi ngay từ đầu cuồng vọng chi tâm, hắn sợ lại bị cổ phong tính toán, rút khoát trực tiếp tế ra rất nhiều yêu vật. Tại ký Bắc Lương xem ra, chỉ cần những yêu vật này đem cổ phong tiêu hao, bản thân liền có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt nhợt nhạt. Nhìn lấy cái kia 38 chỉ mặt nhãn giữ tợn huyết sắc yêu vật, tất cả mọi người là cảm giác tê cả ra đầu. Mà cổ phong gặp tình hình, lại là sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn giơ tay ở giữa, chính là xuất ra một lá cờ. Chính là vạn ma kỳ, trong tay vạn ma kỳ, trực tiếp bỗng nhiên vung lên. Lần này, vô biên khủng bố ma khí, từ trong đó bộc phát ra, Tiếp theo, đúng là có 12 con mặt nhãn giữ tợn hình người ma vật từ trong đó gào thét mà ra. Cái này 12 con hình người ma vật, chính là cổ phong ban đầu ở âm quỷ di tích bên trong trấn áp côn luân giới rất nhiều võ giả về sau, lấy bọn hắn luyện hóa âm nhãn ma vương. Cái này 12 cái âm nhãn ma vương, 8 cái sơ nhập địa âm cảnh, hai cái địa âm tiểu viên mãn, hai cái địa âm đại viên mãn. Mặc dù linh trí đơn giản, chân thực chiến lược kém xa bình thường cùng giai võ giả, nhưng cái này thật trận tướng mạo, coi như sơ nhập thiên dương võ giả, cũng dám chiến một trong chiến. Cái này, đây là ra sao? Cái này tựa như là âm hồn, 12 cái địa âm cảnh âm hồn nô bộc, đế tử đại nhân vẫn còn có như thế át chủ bài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh, ký Bắc Lương nơi này, càng là chấn kinh, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cổ phong phân thân át chủ bài nhiều như thế. Lần này, 12 cái âm dương ma hoàng, chính là cùng 38 chỉ huyết hóa yêu vật đánh nhau. Huyết hóa yêu vật mặc dù nhiều nhưng chiến lược lại không bằng âm dương ma hoàng, cổ phong 12 cái âm dương ma hoàng, trực tiếp chính là lấy được ưu thế áp đảo. Cái này cổ phong thủ đoạn quỷ dị, chậm thì sinh biến, thi triển thủ đoạn cuối cùng. Huyết sắc đồng tử thanh âm tại ký bắc lương trong lòng vang lên lần nữa. Ký bắc lương lúc này không chút do dự, trực tiếp xé mở bản thân thân trên quần áo, hắn nhìn về phía cổ phong mở miệng, cổ phong, có thể chết ở ta thủ đoạn mạnh nhất phía dưới, là ngươi vinh hạnh. Lời nói ở giữa, Tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, ký bắc lương bỗng nhiên xé ra. Chính là đem ngực một mảnh da rẻ xinh xé xác rơi, trong nháy mắt máu thịt be bét, mà lập tức, ký bắc lương đem quyển ra cừu triển khai, bỗng nhiên nhấn một cái, trực tiếp đặt tại bản thân xé toang da rẻ chỗ. Không tốt, đây là huyết yêu bức hỏa tối cường thứ ba thần thông, huyết yêu lâm thế, nghe đồn năm đó thiên huyết lão tổ, vốn là thời kỳ viễn cổ, vô số đại yêu đại chiến thời điểm nhỏ xuống huyết dịch dung hợp ngưng tụ biến thành, thiên huyết lão tổ bản thể, chính là một giọt máu hắn tu vi có thành tựu về sau đem trong thân thể để luyện ra một giọt viễn cổ yêu huyết đem cái này viễn cổ yêu huyết dung nhập yêu huyết trong bức tranh thứ ba thần thông vừa thi triển dung hợp bức họa hắn có thể biến đổi hóa viễn cổ huyết yêu có được viễn cổ đại yêu lực lượng lão ngư vô cùng nặng chiếu thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên mà bên này lão ngư vừa mới dứt lời bất ngờ xảy ra chuyện a à, chỉ nghe ký bác lương một tiếng gào thét lúc này thân thể đúng là điên cuồng sinh trưởng ra bên trên, phải màu đỏ ngòm nổi lên, đầu của nó đỉnh hai bên một đôi huyết sắc góc nhọn hiển hiện, khớp nối chỗ cốt thứ hiển hiện, lợi chảo ung um tùm tản ra từng cơn ớn lạnh. Bất quá chớp mắt ở giữa, hắn đúng là hóa thành chừng trăm trượng, toàn thân tràn đầy vảy màu đỏ ngòm cự yêu. Mà hắn khi tức, lần nữa kéo lên, đạt tới Thiên Dương đại viên mãn đỉnh phong. Thực lực như vậy, tại lôi kiếp phía dưới, gần như vô địch. Ngao, nhận lấy cái chết, ký Bắc Lương một tiếng gào thét, hướng thẳng đến cổ phong liều chết xung phong hắn thiếu thốn cánh tay phải đều đã sinh trưởng tốt tay cầm huyết cốt kiếm hướng thẳng đến cổ phong đánh tới giết cổ phong cũng là không do dự mà lòng biến phía dưới trăm trượng thân tay cầm thanh long phá hư đao cũng là thẳng hướng ký bắc lương đương đương bên trên bầu trời hai kiện binh khí đối bính một chỗ bành lần này hai người binh khí đều là đánh bay ra ngoài lập tức cả hai trực tiếp lấy quyền cước tương đối giờ khắc này trận chiến này đã trải qua lại không sức tưởng tượng mà là hóa thành nguyên thủy nhất vật lộn. Bành, ký Bắc Lương huyết trảo hung hăng đánh vào cổ phong lồng ngực bên trên. Lúc này long lân sụp đổ, máu tươi văng khắp nơi, mà cổ phong miệng phun máu tươi đồng thời, như roi thép đồng dạng màu đen long vĩ, bỗng nhiên hất lên. Bành, cái này hất lên, trực tiếp quất vào ký Bắc Lương mặt bên trên, vết thương khổng lồ tùy theo hiển hiện. Bành, ký Bắc Lương bị đau, phất tay lại là một quyền, một quyền này trực tiếp đánh vào cổ phong đầu vai. Trong nháy mắt cổ phong xương vỡ vụn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oanh, cao trăm trượng to lớn ma thân, rơi xuống tại đại địa bên trên, phát ra vô biên oanh minh, một mảnh bụi đất văng khắp nơi mà ra. Thần CMN hào, chương 1292, trạng thái mạnh nhất. Bụi đất tán đi, đại địa bên trên, cổ phong phân thân đã trải qua từ ma long biến trạng thái dưới, biến trở về trạng thái bình thường. Chỗ ngực vết thương khổng lồ, bạch cốt có thể thấy được, máu tươi không ngừng chảy. Giờ phút này, phân thân khí tức đê mê cực kỳ, đã là trọng thương, không sức tái chiến. Cho dù thi triển ma long biến, cổ phong dù sao tu vi còn thấp, hoàn toàn không phải ký bắc lương biến hóa viễn cổ yêu thân đối thủ. Nhìn lấy ghé vào đà điểu trên lưng sắc nhợt nhà cổ phong bản tôn, nhìn nhìn lại giờ phút này nằm chỗ bên trên không cách nào di động mảy may cổ phong phân thân, đám người tâm đã trải qua chìm đến đáy cốc, đại gia biết, đế tử đại nhân bại, triệt để bại. Ký bắc lương giờ phút này xích hồng trong đôi mắt, mang theo nụ cười âm lãnh, cổ phong, người không phải là rất lợi hại sao. Hiện tại, còn có thể đứng lên một trận chiến. Giờ khắc này, ký bắc lương đã trải qua không còn lo lắng, hắn muốn để cổ phong triệt để tuyệt vọng, nhưng sau đem từng khối xé nát. Chiến, cổ phong tựa ở đà điểu cõng bên trên bản tôn, mở miệng. Chiến, ha ha, hôm nay, ta liền muốn vì Lam Phong cùng Lam Tâm báo thù rửa hận, giết. Đã không còn bất cứ chút do so dự nào, thì triển viễn cổ yêu thân ký Bắc Lương nâng lên bàn chân khổng lồ, hướng phía cổ phong nằm chỗ bên trên phân thân chính là dẫm đi đà điểu, cổ phong bản tôn tại đà điều cõng bên trên nhạt nói ta minh bạch chủ nhân đà điều hai tay mở ra bỗng nhiên vỗ một cái lập tức hóa thành lưu quang mang theo cổ phong bản tôn đi thẳng tới nằm chỗ bên trên phân thân trước mặt sau một khắc không chút do so dự cổ phong bản tôn từ đà điều cõng trên xuống hướng thẳng đến chỗ bên trên phân thân rơi đi tất cả mọi người nhìn lấy cảnh này trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc bản tôn phân thân đều bại, dung hợp thì có ích lợi gì. Mà cũng vào lúc này, bên trên bầu trời, cái kia to lớn bản chân trực tiếp rơi xuống. Oanh, đại địa bên trên, truyền đến tiếng oanh minh một mảnh khói lửa tràn ngập ra. Phong ca, nơi xa trọng thương không cách nào di động duyện mộng chu nhìn thấy cảnh này, lúc này liền là giống to một tiếng. Đế tử đại nhân, tất cả mọi người nhao nhao giống to, bọn hắn nhìn lấy cảnh này, sắc mặt đều là bi thống tới cực điểm, đế tử đại nhân, liền chết như vậy sao? Mà cũng tại lúc này, một đạo vừa chính vừa tà, mang theo vô cùng cuồng ý thanh âm, từ cái này ký bắc lương rơi xuống cự dưới chân truyền đến. Ký bắc lương, người muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến đến cuối cùng, tiên ma thể. Oanh, đám người chỉ thấy, khủng bố linh khí phong bạo, từ ký bắc lương dưới chân điên cuồng truyền đến. Cái này cự chấn động mạnh lực lượng, trực tiếp đem ký bắc lương chân, chấn động đến rút lui mà ra. Trong mắt mọi người trong nháy mắt, tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt tụ vào chỉ thấy một bóng người hiển hiện, thân ảnh này chính là cổ phong. Giờ khắc này, cổ phong thân mang cổ điển trường sam, một đầu hai màu trắng đen tóc dài tự nhiên khoác rơi bên hông, cái kia tuấn lãng mặt tướng mạo bên trên, một đôi tròng mắt bên trong nếu như tinh không giống như thâm thúy, không thể nhìn thấy phần cuối, từ hắn thân bên trên, đám người cảm giác được hoàn toàn khác biệt hai loại khí chất. Một loại, tựa như cao cao tại bên trên đế giả. Một loại, tựa như cửu u phía dưới cuồng ma, bản tôn phân thân, chỗ có thương thế, tại dung hợp trong nháy mắt, toàn bộ khỏi hẳn. Giả thân giả quỷ, coi như thương thế khỏi hẳn, dung hợp, người như cũng không phải bản tôn đối thủ. Ký Bắc Lương hiện giờ là chấn kinh, bất quá theo sau chính là cười lạnh. Hôm nay cổ phong, thua liền thua ở tu vi bên trên, nếu như cổ phong tu vi cũng giống như mình, ký Bắc Lương thật sự không có nắm chắc thủ thắng, nhưng đối phương tu vi so với bản thân thấp quá nhiều, cho dù lấy các loại thần thông tăng phúc, tối đa cũng vẻn vẹn nửa bước thiên dương mà thôi, chưa đạt thiên dương, hắn tại sao có thể là bản thân cái này thiên dương đại viên mãn viễn cổ yêu thân đối thủ. Có đúng không, uống, cổ phong mở miệng, giờ khắc này trong miệng truyền đến quát khẽ một tiếng. Cái kia dung hợp về sau, một mực bị hắn áp chế tu vi, rốt cuộc không có chút nào giữ lại, hoàn toàn bộc phát ra. Oanh, khủng bố hai màu trắng đen khí lãng, từ cổ phong thân thể bên trên, bỗng nhiên bộc phát, lấy làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng oanh kích mà ra. Cuồng phong phía dưới, Cổ Phong hai màu trắng đen tóc dài vũ động. Sợi tóc ở giữa, cái kia thâm thúy hai con ngươi càng thêm lóe sáng. Giờ phút này, Cổ Phong khí tức, trước đó chưa từng có điên cuồng bắt đầu tăng mạnh. Sơ nhập địa âm cảnh, địa âm tiểu viên mãn, địa âm đại viên mãn, bất quá hô hấp ở giữa, Cổ Phong khí tức chính là đi vào địa âm đại viên mãn. Ký Bắc Lương nhìn thấy cảnh này, cũng không quá để ý, bởi vì lúc trước Cổ Phong bản tôn phân thân đều thông qua rất nhiều thủ đoạn. Đạt tới qua địa âm đại viên mãn, như cũng không phải đối thủ mình. Mà cũng tại lúc này, một cỗ vô cùng cực nóng khí tức từ cổ phong thân bên trên bộc phát ra. Oanh, khủng bố dương cương khí tức, hóa thành khí lãng nóng bỏng, từ cổ phong thân thể bên trên đánh tan ra. Thiên dương cảnh, một cỗ thuộc về thiên dương cảnh khí tức, tại cổ phong thân thể chi bên trên nổi lên. Đây cũng là thiên dương cảnh sao? Cổ Phong mở miệng, tay trái tay phải bên trên, riêng phần mình hỏa diễm hiển hiện, cực âm chi hỏa, cực dương chi hỏa. Khi đạt tới thiên dương cảnh về sau, hai loại hỏa diễm, cổ phong khống chế càng là tự nhiên. Cổ phong nắm chặt hỏa diễm lượn lờ nắm đấm, là một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác. Thực lực, đây mới thực sự là có thể tại nhân gian tung hoành đỉnh phong thực lực. Bản tôn, phân thân đều là sơ nhập địa âm cảnh, tiên ma thể thi triển về sau, cổ phong tu vi đạt tới khủng bố sơ nhập thiên dương cảnh. Chỉ là cổ phong biết, tiên ma thể trạng thái, thân thể của mình tiếp nhận không bao lâu, nhưng ở những thời giờ này bên trong Đối với đánh bại ký Bắc Lương, đầy đủ. Tiên ma thể, bản tôn phân thân dung hợp, đây mới là hoàn chỉnh Cổ Phong. Thiên, Thiên Dương, trong đám người, có người sợ hãi thán phục mở miệng. Tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong tu vi chỉ một cái thì đến được Thiên Dương cảnh. Tuế Nguyệt Kiếm, Cổ Phong mở miệng lần nữa, trong nạp giới, Tuế Nguyệt Kiếm bay thẳng ra, hắn bên trên bốn đạo phong ấn, trực tiếp triển khai thuộc về thiên giai cực phẩm binh khí khí tức trong nháy mắt bộc phát. Giờ phút này, cổ phong đã trải qua có thể hoàn toàn khống chế tuế nguyệt kiếm, lấy thực lực bây giờ, tuế nguyệt kiếm chém ra mấy trăm kiệt, linh khí cũng sẽ không hao hết. Cái này, mới là thật mạnh, cái này, ký bắc lương trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, trong đầu hắn trống rỗng, một màn này, hắn là thế nào cũng sẽ không dự liệu được. Phế vật, còn không mau động thủ, huyết sắc đồng tử tiếng mắng chửi âm truyền ra. Kỳ thực huyết sắc đồng tử hôm nay chấn kinh, tuyệt đối không thể so với ký bắc lương thiếu nhiều ít, đối với cảnh này hắn là như vậy căn bản không có đoán trước. Mà cũng tại lúc này, cổ phong mỉm cười mở miệng, ký bắc lương, người muốn chiến, hiện tại, liền đánh đi. Lời nói ở giữa, cổ phong phía sau cực âm cực dương chi hỏa ngưng tụ, biến thành một đầu băng lam sắc hỏa diễm cánh, cùng một đầu ngọn lửa màu đỏ thắm cánh. Băng hỏa hai cánh, khi đạt tới thiên dương cảnh về sau, cổ phong đối với hai loại hỏa diễm khống chế, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao băng hỏa hai cánh bỗng nhiên vỗ một cái, cổ phong thân ảnh nổ bắn ra mà ra, trong tay tuế nguyệt kiếm, hướng thẳng đến cái kia cao trăm trượng ký bắc lương chém tới. Vù, giờ phút này, thiên giai cực phẩm tuế nguyệt kiếm, lần thứ nhất bị cổ phong phát huy ra toàn bộ uy năng, hắn lúc này liền là một tiếng vù vù. Thần CMN Hào, chương 1293, động hư nhãn ra. Vù vù phía dưới, chỉ thấy tuế nguyệt kiếm bên trên, một đầu cổ hà hư ảnh hiển hiện. Cái này cổ hà hư ảnh, Mang theo tang thương khí thức, hư ảnh kia bên trong vô số nhân vật hình ảnh đều là tang thương cảm giác. Tuế Nguyệt Trường Hà, đây là Tuế Nguyệt kiếm thi triển đến cực hạn, có thể biến hóa ra dị tượng. Nhìn thấy cổ phong bổ tới cái này hung mãnh nhất kiếm, ký Bắc Lương không kịp nghĩ nhiều, huyết cốt kiếm trực tiếp nâng lên ngăn cản. Bành, tại Tuế Nguyệt kiếm cùng huyết cốt kiếm đụng vào trong nháy mắt. Tuế Nguyệt Trường Hà hư ảnh bên trên, phổ biên Tuế Nguyệt lực lượng triển khai, chỉ thấy cái kia huyết cốt kiếm đúng là khoảng cách u ám căn bản không cho ký bắc lương thu hồi cơ hội cái kia huyết cốt kiếm chính là khoảng cách sụp đổ hóa thành một mảnh nát bấy cái này tuế nguyệt kiếm tùy theo chém một cái ký bắc lương to lớn thân thể bỗng nhiên một bên cổ phong một kiếm này chạm tại hắn vai trái phốc máu tươi bắn tung tóe một đầu dài chừng 10 trượng to lớn cánh tay trực tiếp từ ký bắc lương thân thể bên trên bị chém xuống mà cánh tay này bay ra về sau trong nháy mắt khô quắt xuống dưới cuối cùng đúng là hóa thành một đoạn bạch cốt từ bầu trời rơi xuống Tuế Nguyệt kiếm, chảm Tuế Nguyệt, nhất kiếm bạo phát xuống, đem sinh cơ chém hết, kinh khủng như vậy uy năng, đem tất cả mọi người, đều là chấn kinh. Đáng chết, ký bác lương sắc mặt đại biến, huyết liệu thuật lập tức thi triển, vai trái huyết diễm thiêu đốt, lần nữa ngưng tụ thành một cánh tay. Bất quá ngưng tụ ra cái này một cánh tay, hắn sắc mặt trắng bệch mấy phần, hiển nhiên hắn tiêu hao không được tiểu. Lại đến, cổ phong khí thế như hồng, lần nữa xông ra, lại là nhất kiếm chém xuống. Ký bác lương trong nạp giới, một mặt tấm chắn xông ra, cản trước người. Nhưng mà, tại tuế nguyệt kiếm đụng vào hắn trong nháy mắt, tấm thuẫn này trong nháy mắt sụp đổ, nếu như một thoáng vượt qua vài vạn năm tuế nguyệt đồng dạng, hóa thành bụi. Phốc, một kiếm này, bổ vào ký bắc lương tay phải bên trên, tay phải trực tiếp hóa thành bạch cốt. Ký bắc lương lần nữa thi triển huyết liệu thuật cực tốc chữa thương. Chảm, 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 cổ phong phía sau băng hỏa hai cánh vỗ vỗ, cả người thân ảnh như ma quỷ, trong tay tuế nguyệt kiếm không ngừng chém ra. Ký Bắc Lương mặc kệ xuất ra bảo vật gì, khoảng cách đều là tại tuế nguyệt lực lượng dưới sụp đổ, hắn không ngừng né tránh, hai tay hai chân không ngừng bị cổ phong chém xuống, lại lấy huyết liệu thuật nhanh chóng trị liệu. Hắn bị cổ phong đánh cho không ngừng lui ra phía sau, toàn bộ đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thậm chí, không có trả điện thoại hội, tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, đây mới là đế tử đại nhân, thực lực chân chính sao. Cổ phong thân ảnh chấp động, giờ khắc này, đi vào ký bắc lương đỉnh đầu ngay phía trên. Chết! cổ phong một tiếng quát chói tai tuế nguyệt kiếm nhất kiếm hướng phía phía dưới ký bắc lương đầu dọc theo đâm xuống cái kia tuế nguyệt trường hà hư ảnh lần nữa hiển hiện hóa thành viễn cổ cự kiếm hư ảnh cái này viễn cổ cự kiếm hư ảnh nương theo tuế nguyệt kiếm hung hăng cắm vào ký bắc lương đầu phốc máu tươi bắn tung tóe mà ra tuế nguyệt kiếm một nửa thân kiếm đã chạm vào ký bắc lương đầu bên trong không được ký bắc lương một tiếng hét thảm vô biên tuế nguyệt lực lượng khuếch tán phía dưới cái kia vô cùng to lớn viễn cổ yêu thân cấp tốc giả nua khô quát xuống tới. Trong mắt mọi người, tràn đầy vẻ mừng như điên, mọi người xem ra, ký bác lương lần này thật muốn triệt để chết. Mà cũng tại lúc này, một đạo gầm thét thanh âm từ ký bác lương lồng ngực kia dung nhập trong máu thịt da cửa quyển trục bên trong truyền ra. Tiểu bối, bản tôn thiên tân vạn khổ mới tìm được thân thể này, há lại ngươi nói giết liền có thể giết, a à. Giờ phút này, ký bác lương ngực ra cửa quyển trục huyết quang lóa mắt. Vô cùng khủng bố huyết văn từ hắn bên trên điên cuồng tản mạn ra không tốt, máu này yêu bức hỏa khí linh vận dụng huyết yêu bức hỏa bản nguyên huyết lực, tránh mau. Lão ngư kinh hô, trong nháy mắt truyền ra, a à, theo huyết sắc đồng tử tiếng giống to này, cái kia vô biên huyết phân tán dưới tóc, ký bắc lương đã làm xẹp xuống dưới thân thể huyết nhục đúng là lần nữa điên cuồng sinh trường. Cổ phong trong tay tuế nguyệt kiếm rung rung, chỉ cảm thấy ký bắc lương đầu bên trong một cỗ kinh khủng lực đạo đánh thẳng tới. Kinh khủng này lực đạo, trực tiếp đem tuế nguyệt kiếm bước ra ký bắc lương đầu, cổ phong thì là trực tiếp bị kinh khủng này lực đạo đánh bay ra ngoài. Bay ra trên trăm trường, cổ phong ổn định thân hình, sắc mặt treo hơn mấy phần trắng bệch, lau đi góc miệng vết máu, nhìn về phía ký Bắc Lương. Tiên ma dưới hạ thể, như cố thụ thương, này huyết sắc bức hỏa khí linh quả thật là đáng sợ. Tiếp theo, chỉ thấy ký Bắc Lương cái kia cao trăm trường thân thể khổng lồ, song nhãn trong nháy mắt khép kín, đầu lâu của chúng nó bên trên, đúng là xuất hiện một cái chỉ có nửa thân thể huyết sắc đồng tử cái này huyết sắc đồng tử nửa người dưới cùng ký bắc lương đầu dung hợp lại cùng nhau, nửa người trên bộc lộ ra ngoài. Này quỷ dị một màn, làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi, ai cũng nhìn không ra, cái này huyết sắc đồng tử, rốt cuộc là cái nhân vật gì. Người tiểu tử, vậy mà có thể làm cho bản tôn đi ra, rất tốt, ký bắc lương cái phế vật này không cách nào phát huy huyết yêu bức họa uy lực chân chính, người hỏng bản tôn chuyện tốt, bản tôn liền muốn nhường ngươi biết, cái gì là cường giả chân chính. a à, huyết sắc đồng tử mở miệng ở giữa, ký bắc lương thân thể bên trên khí tức, lần nữa bộc phát. Hắn thân bên trên, tất cả khớp xương, đều sinh ra đủ vài trưởng cốt thứ, ký bắc lương thân bên trên rốt cuộc tìm không ra mảy may cùng nhân loại có quan đông tây, đã trải qua giữ tợn ghê tởm tới cực điểm. Cái này hắn thân bên trên tu vi khí tức, đã trải qua ẩn ẩn siêu việt thiên dương đại viên mãn. Huyết sắc đồng tử thao túng ký bắc lương thân thể, hắn hướng phía cổ phong trực tiếp đánh tới. Chảm, cổ phong không chút do dự, tuế nguyệt kiếm, lần nữa bổ ra. Mà huyết sắc đồng tử, lại tùy ý cổ phong tuế nguyệt kiếm bổ vào hắn thân bên trên, cái kia huyết nhục hủ bại trong nháy mắt, thân thể bên trên ra cửu quyển trục huyết quang tiêu tán, trong nháy mắt khôi phục. Mấy chục kiếm đánh xuống, tại huyết sắc đồng tử ra tay toàn lực trạng thái dưới, thân thể năng lực khôi phục, đến trước đó chưa từng có độ cao, cổ phong tuế nguyệt kiếm đối với hắn đã trải qua tạo thành không được uy hiếp. Phốc, cổ phong bị một quyền đánh bay, hắn góc miệng máu tươi lần nữa phun ra, sắc mặt hóa thành nhợt nhạt. Tiên ma dưới hạ thể, cổ phong chiến thắng ký Bắc Lương, nhưng lại không cách nào chiến thắng cái này chiếm cứ ký Bắc Lương thân thể huyết sắc bức hỏa khí linh. Tiểu tử, tái chiến A, huyết sắc đồng tử cười lạnh, nhìn về phía cổ phong. Bây giờ, trừ vận dụng long cốt, cổ phong chỉ có một dạng trung cực thủ đoạn không dùng. Trong nạp giới, cổ phong xuất ra một khỏa cực kỳ phổ thông thạch cầu. Người muốn chiến, tốt, cổ phong lập tức bỗng nhiên vừa quát, nghịch, lăng. Mở miệng phía dưới, nghịch mang cùng lăng mang từ cổ phong thế giới tinh thần bay ra, trực tiếp chui vào cái này thạch cầu, lúc này thạch cầu ra trực tiếp sụp đổ ra. Một cỗ cực kỳ tang thương đã lâu khí tức, tùy theo điên cuồng khuếch tán ra. Huyết sắc đồng tử, cảm giác được hắn bên trên khí tức, lúc này sắc mặt đại biến, đây là. Đây là một khỏa con mắt, tất cả mọi người là trong đầu oanh minh, bởi vì cái này một khỏa con mắt bên trên, mang theo cực kỳ khủng bố khí thế, khí thế kia để đại gia giờ phút này không thể thở nổi, chỉ cảm thấy như là bị toàn bộ thiên địa chân áp. Tiếp theo, cổ phong cầm lấy cái này một quả viễn cổ chi nhãn, trực tiếp đặt tại bản thân mắt trái bên trên, quát lớn, động hư nhãn, mở. Trong nháy mắt, viên này con mắt cùng cổ phong mắt trái dung hợp. a à, vô biên đau nhức phía dưới, cổ phong không khỏi một tiếng gào thét. Cái kia trong mắt trái, quang mang chớp nhấp nháy, hắn con người màu đen, đúng là hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, cái này vòng xoáy màu đen, bắt đầu cực tốc xoay tròn. Giết, cổ phong một tiếng quát lớn phía dưới, đem con mắt này uy năng trực tiếp bộc phát, nhìn về phía huyết sắc đồng tử. Một đạo vô hình chi quang từ cổ phong trong mắt nổ bắn ra mà ra, vọt thẳng hướng huyết sắc đồng tử. Cái này vô hình chi quang, là cổ phong ánh mắt, cái này ánh mắt tuy không hình nhưng giờ phút này hắn những nơi đi qua, hư không trong nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn than lún xuống dưới, vô số lạnh thấu xương hư không kình phong cuồng bạo gào thét, thiên địa ở giữa gây nên một trận khủng bố hư không phong bạo, tựa như cái này thiên địa, muốn bị này ánh mắt chia cắt đồng dạng. Đây là, bành, giờ khắc này, huyết sắc đồng tử, căn bản không có phản ứng chút nào cơ hội, đầu của hắn, trực tiếp bị vô hình quang mang xuyên thủng. Mà ở xuyên thủng huyết sắc đồng tử đầu trong nháy mắt, cổ phong ở trong đó, nhìn thấy một mảnh quỷ dị cảnh tượng. Thần CMN Hào, chương 1294, thiên huyết, thần bí chi nhãn, Cổ phong vì đó mệnh danh, động hư nhãn, sở dĩ gọi, động hư nhãn, là bởi vì hắn có thể xuyên thủng hư vô, một nhãn vạn giảm. Giờ khắc này, tại động hư nhãn bắn ra vô hình chi quang xuyên thấu huyết sắc đồng tử thân thể thời điểm, một mảnh cảnh tượng trực tiếp hiện lên ở cổ phong trong óc. Hình ảnh hiển hiện, đây là một khỏa huyết sắc tinh thần, cái này tinh thần bên trên, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, vô biên huyết khí, hội tụ đến tinh thần bên trên một tòa núi cao bên trên. Núi này bên trên, có một người, người này là một tên thân mang huyết bào lão giả, lão giả này thân bên trên, tản ra hung thần khí tức, để cho người ta thấy mà sợ. Giờ phút này, cả viên tinh thần bên trên, phô biên huyết khí, toàn bộ hướng phía lão giả tụ đến. Cuối cùng, toàn bộ hội tụ đến lão giả thể nội. Thứ 18 khỏa tinh thần, những cái này sổ sách cũng kém không nhiều một tính toán qua, ta huyết yêu ma công cũng muốn đại thành, nhưng ta thủy chung không bước ra cái kia một cửa ải, ta thiếu ít, rốt cuộc là ra sao. Lão giả mặt bên trên, mang theo vẻ nghi hoặc, hắn vốn là viễn cổ đại chiến thời điểm, vô số đại yêu tản mát huyết dịch cô động thành một vũng máu, huyết thủy này trải qua vô tận tuế nguyệt, có được linh tính, hắn tu hành ba vạn năm, rốt cục tu thành thân người. Sơ là thân người, tâm hắn trí sơ khai, vẻn vẹn một cái hài tử. Nhưng mà, hắn vì máu tươi biến thành, không có cha mẹ, không có người thân, như thế, hắn không có thân tình. Hắn tu vi rất thấp, 10 phần thấp, trừ hóa thành huyết vụ thoát đi, hắn không có một chút chiến lực, bởi vì trong cơ thể hắn ẩn chứa vô số viễn cổ yêu tộc tàn huyết, như thế hắn thành trong tinh không, vô số yêu tộc tranh đoạt đối tượng, mà kể cái kia nhất mạch yêu tộc, đều muốn tìm tới nó, muốn đem trong cơ thể hắn huyết mạch rút ra, như thế lấy được một trận cự đại tạo hóa. Cứ như vậy, hắn bị thụ lấy vô tận yêu tộc truy sát. Hắn không ngừng đào vong, không ngừng lớn lên, chậm rãi, đào vong bên trong, hắn học được tu hành, học được phản kích, học được giết người, hắn tu vi càng ngày càng mạnh, yêu tộc giết hắn càng ngày càng khó. Chậm rãi, hắn từ thanh sắc hài đồng, biến thành một tên thanh niên anh Tuấn, có yêu tộc cố ý cùng hắn kết giao, làm bằng hữu nhưng mà lại tại lúc mấu chốt, thiết kế giết hắn. Hắn can đảm vỡ vụn, trọng thương thoát đi, từ đó, hắn không còn tin tưởng bất luận kẻ nào có thể làm bạn hắn. Hắn không có hiểu nghị, lại có yêu tộc, điều động mỹ mạo nữ tử, cố ý tiếp cận, hắn không biết, động tâm, nhưng mà động phòng hoa chúc thời điểm, nữ tử lại là vô tình độc thủ. Từ đó, hắn không tin tưởng tình yêu nữa hắn biết, bởi vì thân phận của mình đặc thù, hắn không được sẽ có được thân tình, tình yêu, hữu nghị, cũng sẽ không có được. Chậm rãi, hắn đã trải qua không biết đạo tình cảm là vật gì. Hắn đã sớm đem năm đó thương qua hắn yêu tộc một một cái dưới, tại đã lâu tuế nguyệt về sau, hắn tu vi đại thành, đem những cái này tinh thần chi thượng vũ giả, toàn bộ tàn sát hầu như không còn luyện hóa vào trong hắn bảo vật, yêu huyết bức hỏa. Thẳng đến hôm nay, thu, đã trải qua cơ hồ báo xong, người khác sinh cao hơn mục tiêu, là tu hành, nhưng Thủy Trung vượt qua không ra một bước kia. Mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc nghĩ minh bạch, bản thân chậm chạp không cách nào đột phá nguyên nhân. Bởi vì, hắn không có tình, bên trên bầu trời, bỗng nhiên trời u ám, lập tức, phiêu bạt mưa to như chút xuống. Ta là một cái không có cảm tình người, lão giả mặc cho huyết thủy cọ rửa bản thân khuôn mặt, tự nói, trong thanh âm, mang theo vô tận cô đơn, mà lập tức, hắn mặt nhãn bỗng nhiên giữ tợt, nâng cao thiên khản giọng giống to, tặc lão thiên, người để cho ta xuất hiện ở đây đời bên trên, vì sao muốn thế nhân đều là đối ta vô tình, thế nhân đối ta vô tình, ta sao là tình cảm. Lời nói ở giữa, lão giả một trường hung hăng đập vào đại địa bên trên. Trong nháy mắt đại địa dạn nứt ra, đất đá vỡ nát. Chi chi, cái kia cái đất ở giữa, bỗng nhiên lăn ra một đầu máu thịt be bét đồ vật. Lão giả nhìn lại, nhìn về phía cái này máu thịt be bét đồ vật, phát hiện đây là một đầu to lớn sơn thử. Lão giả kinh dị, Núi này tại hắn huyết luyện đại trận phía dưới, cũng đã không có sinh linh có thể còn sống, cái này sơn thử là như thế nào sống sót. Mà giờ khắc này, cái này sơn thử bộ dáng lão giả cũng là 10 phần kinh ngạc, hắn thân bên trên nhiều chỗ vết thương, miệng vết thương huyết nhục thiếu thốn, ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt, cái này sơn thử thân thể cuốn thành một cái cầu. Chi chi, một đạo rất nhỏ tiếng kêu truyền đến, lão giả quan sát, chỉ thấy cái này sơn thử cuốn thành một cái cầu thân thể mở ra, trong đó, đúng là có một đầu tiểu sơn thử. Cái này tiểu sơn thử thoạt nhìn sơ sinh không phải thật lâu, nhao nhao non nớt, to lớn khẩu tại mẫu sơn thử thân bên trên ăn ngọt sữa. Mẫu sơn thử khí tức rất yếu ớt, cỗ khí tức này, đổi lại bình thường sơn thử hẳn là sớm đã chết, mà hắn lại quỷ dị ngoan mạnh còn sống. Tiếp theo, để lão giả vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cái này mẫu sơn thử đúng là một hơi từ thân thể của mình bên trên cắn xuống một miếng huyết nhục nuốt vào. Nó mặt bên trên, vô cùng kịch liệt đau nhức bộ dáng lão giả có thể tưởng tượng bản thân ăn bản thân thịt, loại này thân thể và tâm linh bên trên song trọng thống khổ. Mà kịch sau cơn đau, mẫu sơn thử nhìn lấy trong ngực hài tử, trong mắt mang theo từ ái vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Cái này, chính là tình sao. Lão giả chấn kinh, hắn không cách nào tưởng tượng, vì bản thân hài tử, cái này sơn thử tại bản thân huyết luyện đại trận phía dưới ngoan mạnh sống sót, bản thân ăn bản thân thịt đến bồi dưỡng bản thân tuổi nhỏ hài tử. Giờ phút này, mẫu sơn thử thấy lão giả, lúc này thân thể run rẩy ôm lấy bản thân hài tử một mặt khẩn cầu mà nhìn xem lão giả ta thiên huyết mặc dù vô tình nhưng là hiểu đạo lý hôm nay các ngươi đều có thể sống sót vừa nói lão giả từ trong cơ thể nộ rút ra hai đoàn huyết vung tay lên cái này hai đoàn huyết một đoàn rơi vào mẫu sơn thử thể nội một đoàn rơi vào tiểu sơn thử thể nội vù cái kia mẫu sơn thử thân thể rung động kịch liệt hắn thương thế trên người trong nháy mắt khỏi hẳn hắn lông tóc đúng là biến thành từ kim sắc thân hình trở nên chừng một trượng dài. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, ở tại thân bên trên tản mạn ra. Lôi thử tộc năm đó truy sát thiên huyết ngang nửa cái tiên vực, chỉ vì đạt được viễn cổ đại yêu tử kim yêu thử thánh huyết, hôm nay thiên huyết đem cho một đầu không thể bình thường hơn sơn thử. Thiên huyết, tin duyên phận, mà tiểu sơn thử giờ phút này quang mang chấp nhấp nháy, cũng là dị thường cường tráng đứng lên, hiển nhiên người khác sinh bởi vì thiên huyết mà thay đổi. Mẫu sơn thử trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, Đúng là mở miệng nói tiếng người, đa tạ đại nhân. Nếu là tạ ơn, ta còn muốn cảm ơn ngươi, để cho ta biết, ta thực sự chính hẳn là tìm kiếm đồ vật, vậy liền coi là là cho ngươi tạ lễ, đi thôi, Tình không cuồn cuộn, các ngươi thuộc về nơi đó. Thiên huyết lão tổ bình thản mở miệng, Mẫu Sơn thử gật đầu, lập tức đúng là trực tiếp đằng không mà lên, mang theo Tiểu Sơn thử ly khai cái này khỏa tinh thần. Tình, ta thiếu thiếu là Tình, ta không thể tin được bất luận kẻ nào, hữu nghị, tình yêu ta đồng đều không thể có được, ta có thể có được chỉ có thân tình, ta muốn có thuộc về ta thiên huyết độc hữu thân tình. Nghĩ đến, thiên huyết xuất ra một cuộn da dê trục, đem mở ra. Lập tức, vô số huyết mạch từ trong đó hiển hiện. Cái này vô số huyết mạch, trừ thiên huyết bản thân nguyên bản có được huyết mạch, càng là có những năm gần đây, thiên huyết chém giết mỗi một cái yêu tộc huyết mạch. Thần CMN Hào, chương 1295, huyết đồng, những cái này huyết mạch, nhanh chóng hội tụ, không ngừng biến hóa, cuối cùng ngừng tụ thành một cái huyết sắc quang đoàn thiên huyết hồi tưởng lại bản thân sơ thành hình người bộ dáng lập tức hai tay không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo pháp huyết. này huyết sắc quang đoàn biến hóa dần dần hướng phía thân người biến hóa cuối cùng đúng là hóa thành một cái trắng nón đồng tử cái này đồng tử nhìn về phía thiên huyết trong mắt tràn đầy mê mang thiên huyết nhìn lấy trắng nón đồng tử không khỏi nghĩ tới trước đó sơn thử trong mắt mang theo từ ái tâm ý mở miệng ta thiên huyết là phụ thân ngươi hôm nay, ta vì đó đặt tên, huyết đồng. Phụ thân, ngươi là phụ thân ta sao? Ta là, ta là phụ thân ngươi. Phụ thân là ra sao? Phụ thân, chính là một cái có thể yêu ngươi, không giữ lại chút nào người. Phụ thân, phụ thân, ta nhìn thấy những người khác có mẫu thân, ta thế nào không có. Ngốc hài tử, người đã trải qua rất hạnh phúc, người còn có phụ thân, vi phu năm đó, chỉ có lẻ loi một mình. Phụ thân, hiện tại lên, người có ta. Đồng nhi, cái này chứ, niệm thân, phụ thân, vậy cái này chữ đâu, cái này chữ, niệm tình, thân tình, phụ thân, ta hiểu, bởi vì có ngươi, ta mới có thân tình. Đồng nhi có ngươi, vi phu mới hiểu thân tình, phụ thân, đồng nhi chậm một chút, từ ngày đó đứng lên, trong tinh không người người e ngại thiên huyết lão tổ đột nhiên có một cái hài tử. Thiên huyết lão tổ, đối với thế nhân đều là vô tình, vẻn vẹn đối với cái này hài tử, yêu tới cực điểm. Ngày bình thường, hung thần ác sát thiên huyết, chỉ có tại hắn đồng nhi trước mặt, mới có thể toát ra cười tướng mạo, mới có thể là một cái tự ái phụ thân. Thậm chí, thiên huyết lão tổ cuối cùng, bị vô số cường giả truy sát, tại sinh mệnh tối hậu quan đầu, bản thân từ bỏ sinh hy vọng, đem huyết đồng hồn phách đánh vào huyết yêu bức họa ném vào hư không phong bạo bên trong. Hình ảnh, tiêu tán, cổ phong ánh mắt vì biến hóa, hắn không nghĩ tới, cái này huyết sắc đồng tử còn có như thế chuyện cũ. Người người thoá mạ thiên huyết lão tổ, không nghĩ tới cũng có như thế một mặt xem ra nghe đồn cũng không thể tin lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên huyết sắc đồng tử bị cổ phong xuyên thủng thân thể hắn hồn phách trọng thương nhưng còn chưa hoàn toàn tiêu tán giờ phút này một đạo huyết quang từ viễn cổ yêu thân bên trong bay ra hướng thẳng đến cổ phong vào tới đây chính là huyết sắc đồng tử tàn hồn kỳ diện nhãn dư tợn đối với cổ phong gào thét ta bồi dưỡng nhiều năm nhục thân bị ngươi hủy bây giờ ta muốn đoạt ngươi nhục thân chỉ có phi thăng, ta mới có thể vì phụ thân báo thù. Lời nói ở giữa, huyết sắc đồng tử, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào cổ phong đầu bên trong. Tốc độ này cực nhanh, cổ phong căn bản chưa kịp phản ứng. Nhưng cổ phong lại không thèm để ý, cái này huyết sắc đồng tử tàn hồn vào thẳng nhập cổ phong trong nê hoàn cung, liền muốn chui vào cổ phong nguyên thần bên trong. Mà nhìn thấy cổ phong nguyên thần bên trong, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Trước mắt, là nay đen hai màu quấn dao nguyên thần, cái này nguyên thần bên trên, có tiên ma hai loại khí tức, này khí tức cho hắn một loại uy áp mạnh mẽ. Thôn về cái này nguyên thần, thân thể này chính là ta. Huyết sắc đồng tử trong mắt lóe lên hưng phấn quang mang, hướng thẳng đến cổ phong tiên ma nguyên thần phóng đi. Mà cũng tại lúc này, cái kia trong nguyên thần, từng đạo từng đạo kim mang cùng từng đạo từng đạo hắc mang bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Chính là lang mang cùng nghịch mang, hai mang trong nháy mắt liền đem huyết sắc đồng tử tàn hồn trấn áp, trực tiếp đem hắn bọc lại. Cổ Phong tâm thần khẽ động, bị hai mang bao khỏa huyết sắc đồng tử tàn hồn, chính là từ hắn trong nê hoàn cung bay ra ngoài, rơi vào cổ Phong tay bên trên. Thả ta ra, người thả ta ra. Huyết sắc đồng tử giống to, phụ thân ngươi, vì ngươi không tiếc từ bỏ sinh mệnh, hắn sẽ không muốn gặp lại ngươi như thế mà sinh sống. Cổ Phong nhìn về phía huyết sắc đồng tử, mở miệng. Ngươi, huyết sắc đồng tử biến sắc, ta tạm thời không giết ngươi, ngươi tội nhiệt, cần phải từ từ chuộc lại. Nhập vừa nói cổ phong đem huyết sắc đồng tử ném vào vạn ma kỳ bên trong ném vào vạn ma kỳ huyết sắc đồng tử đem tiếp nhận vô số ma hồn cắn xé đây là cổ phong đối với hắn trừng phạt về phần vì sao không có giết hắn cổ phong không phải là bởi vì hắn mà là bởi vì thiên huyết thiên huyết đối với huyết sắc đồng tử yêu để cổ phong nhớ tới cha mình a à, cũng tại lúc này ký bắc lương bỗng nhiên lại mở hai mắt ra hắn nhìn về phía cổ phong trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc ngươi ký bắc lương hiện tại ngươi có thể chết. Lời nói ở giữa, cổ phong thân ảnh trước mắt đã tới, trực tiếp đặt tại ngực, đem cái kia huyết yêu bức họa, từ thân thể ra rẻ bên trên sinh xé sát dưới. Lập tức, cái này huyết yêu bức họa bị cổ phong thu nhập trong nạp giới. Cái này mặc dù là một kiện nhuốm máu vô số bảo vật, nhưng đặt ở cổ phong trong tay, hắn sẽ đi về phía không giống nhau con đường. Mất đi huyết yêu bức họa, ký bác lương cái kia chăm trưởng viễn cổ yêu thân trong nháy mắt chấn động, sau một khắc thân thể không ngừng co lại tiểu. Cuối cùng, hắn biến thành người bình thường hình. Hắn toàn bộ trực tiếp ngồi phịch ở chỗ bên trên, không cách nào di động mảy may. Không có huyết liệu thuật, hắn trọng thương, giờ phút này căn bản là không có cách khỏi hẳn, hắn hấp hối. Giờ phút này, ký bác lương nhìn lấy cổ phong, trong mắt tràn đầy vô biên hận ý, cổ phong, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi giết chết ta một đôi nữ, ta tới sinh nhất định phải giết ngươi. Ký bác lương, giết bọn hắn người, thực sự là ta sao? Cổ Phong nhìn về phía ký Bắc Lương nhạt nói, ha ha, ta đều phải chết, ngươi còn muốn ngụy biện không thành. Ký Bắc Lương cười lạnh, ký Lam Phong, ăn chơi thiếu gia, năm đó ỉ vào ngươi là Bắc Vực Thánh chủ, khi nam phách nữ chuyện ác không chừa, thân ta là cửu châu đế tử, khi biết được những cái này thời điểm, đem giết người, coi như không phải ngươi nhi tử, là bất luận kẻ nào, ta đều sẽ giết. Mà ký Lam Phong kiêu căng như thế thì tiện phẩm tính, là ngươi người phụ thân này một tay dạy bảo mà ra nếu là ngươi hiểu được dạy bảo hắn người vì đó đạo, tu võ chi đạo, hắn như thế nào đi bên trên lạc lối, như thế nào lại bị ta chém giết. Cổ phong nhìn về phía ký Bắc lương, cười lạnh một câu. Ngươi, ngươi nói bậy, ký Bắc lương sắc mặt đại biến, cổ phong lãnh ngữ, ta nói bậy, nuôi không dạy, phụ tử qua, cái này liền mấy tuổi hài đồng đều hiểu đạo lý, cũng cần ta dạy cho ngươi sao. Ngươi là, tự tay hại chết ngươi nhi tử, ngươi, ngươi, ngươi không chỉ có giết Lam Phong, ngươi còn hại chết nữ nhi của ta Lam Tâm. Ký Bắc Lương sắc mặt cực kỳ khó coi, giống to. Hại chết con gái của ngươi? Ha ha, người bởi vì tu hành bị ma quỷ ám ảnh, không tiếc để nữ nhi của mình độc thân tiến vào Hoàng Kim Thành, nếu ngươi chân chính yêu mến con gái của ngươi, ngươi sẽ không để cho nàng một cái tu hành chính là đỉnh phong, chưa đạt đại nạn người, đi vào Hoàng Kim Thành cái này đợi hiểm địa, nàng cũng sẽ không chết. Đây hết thảy, vẫn như cũ là ngươi một tay gây nên." Cổ Phong lạnh giọng một câu, "Ngươi nói bậy là ta Lam Tâm muốn vì Lam Phong báo thù, cho nên. Vì ký Lam Phong báo thù, ha ha, ký Lam Phong lại là vì ai mà chết? Ngươi, ký Lam Phong vì ngươi mà chết, ký Lam Tâm vì ký Lam Phong mà chết, như thế ký Lam Tâm cũng là bởi vì ngươi mà chết. Phúc, thần CMN Hào, chương 1296, Bình Định, ký Bắc Lương cuối cùng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lam Phong, Lam Tâm, thật xin lỗi, là vi phu, là vi phu hại chết các ngươi, có lỗi với. Hắn trước khi chết trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận tâm ý, nước mắt chảy trôi xuống. Sau một khắc, hắn ngã xuống đất bên trên, khí tuyệt mà chết. "Tiểu tử, vung mạnh tài ăn nói, lão phu liền phục ngươi." Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên. Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào, hoàng kim thành bên trong vô số người ác mộng, cổ phong đều có thể giải khai, ký bác Lương nghĩ bằng mấy câu hỏng cổ phong đạo tâm, thật sự si tâm vọng tưởng. "A, à, giờ phút này" kịch liệt đau nhức từ mắt trái truyền đến. Cổ phong bàn tay bỗng nhiên đặt tại hắn bên trên, hung hăng kéo một cái. Như thế, cái này động hư nhãn bị cổ phong gỡ xuống. Lần này, cổ phong không tiếp tục mượn nhờ động hư nhãn nhìn về phía phương xa, hôm nay thực lực mình đủ mạnh, cái này động hư nhãn còn có thể khống chế. Nhưng cổ phong biết, động hư nhãn một khi nhìn đến xa, cái kiểu uy lực đem khủng bố bộc phát, thậm chí lần trước xuyên phá thiên, cổ phong cũng không hy vọng loại này không được nhận bản thân khống chế sự tình xuất hiện lần nữa. Lão ngư, cái này động hư nhãn, đến tột cùng là ra sao? Cổ phong không khỏi hỏi. Lần trước cổ phong nghĩ hỏi thăm lão ngư mà năm đó lão ngư, còn vẻn vẹn một đạo phân tâm biết được sự tình không nhiều, cũng không biết đạo. Phật này, cùng một cái thần bí truyền thuyết có quan hệ. Lão ngư thanh âm nặng chịu mở miệng, thần bí truyền thuyết, cổ phong nghi hoặc, truyền thuyết này quá mức ly kỳ, coi như thượng giới người, hiểu cũng không nhiều, hiện tại biết, đối với người cũng không có gì tốt chỗ, chân chính tiến vào thượng giới về sau, người tất nhiên sẽ tìm tới đáp án. Bất quá vật này, người không cần tùy tiện dùng, một khi bị thượng giới người dò xét đến, sẽ dẫn tới vô tận hỏa sát thân. Lão ngư thanh âm nặng chịu mở miệng, tốt, cổ phong gật gật đầu, giờ phút này động hư nhãn lần nữa hóa thành thạch cầu, cổ phong đem thu nhập trong nạp giới. Cũng vào lúc này, thể nội kịch liệt đau nhức truyền đến, cổ phong cảm giác thân thể của mình tựa như muốn nổ bể ra đồng dạng. Hắn biết, bản thân tiên ma thể đạt đến cực hạn, bây giờ nhất định phải lần nữa tách ra phân cổ phong mở miệng lập tức nghịch lăng nguyên thần lần nữa hóa thành nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần bản tôn cùng phân thân cũng lần nữa tách ra phân thân không do dự một quyền đánh nát hư không lập tức một bước bước vào trong đó phân thân tu hành còn chưa kết thúc tu ma thích hợp nhất địa phương hay là cổ ma điện nhân gian rất nhiều chuyện bản tôn liền có thể xử lý như thế cổ phong dự định để phân thân tại cổ ma điện chung kế tục tu hành ma huyết yêu bức họa cổ phong cũng là giao cho phân thân, cái này cần ma đạo bảo vật, bản tôn thi triển, cũng vô pháp phát huy toàn bộ uy lực. Phân thân rời đi, vẹn vẹn chỉ còn sót lại bản tôn ở đây. Giờ phút này cổ phong đổi bên trên một thân mới áo bào trắng, bạch y tung bay, đứng lơ lửng trên không. Thương thế đã trải qua khỏi hẳn, bây giờ, bắc vực bình định. Bái tạ đế tử đại nhân, bái tạ đế tử đại nhân, giờ phút này, bắc vực tất cả võ giả, cùng nhau hướng phía cổ phong, quỳ xuống nất dập đầu mọi người nhìn cổ phong trong mắt là vô tận vẻ cảm kích hôm nay nếu không có cổ phong bọn hắn đều phải chết ở chỗ này mà bởi vì cổ phong tất cả mọi người đều sống sót đại gia không cần đa lễ xin đứng lên cổ phong nhìn về phía đám người nhạt nói giờ phút này tại mọi người cúng bái phía dưới cổ phong cảm giác bản thân đối với lăng chi ý cảnh lại có mới cảm ngộ đám người đứng lên cổ phong thân ảnh khẽ động đi thẳng tới duyện mộng chu bên cạnh phong ca Duyện Mộng Chu nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt thần sắc không cách nào ngôn ngữ hình tướng mạo. Nếu không có Cổ Phong, Bắc vực tương vong, hắn cũng phải chết ở chỗ này. "Đừng nhúc nhích." Cổ Phong nhạt nói, hoàng kim huyết mạch hiển hiện, trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, hóa thành kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng óng này rơi vào Duyện Mộng Chu thân bên trên, thiêu đốt phía dưới, Duyện Mộng Chu thương thế nhất định là khôi phục nhanh chóng. Đây chính là Cổ Phong bắt trước trước đó huyết sắc đồng tử thi triển huyết liệu thuật bất quá cổ phong bản tôn nơi này, không có yêu huyết, như thế liền đổi dùng hoàng kim huyết mạch, mà hiện tại xem ra, hiệu quả này cũng không tệ lắm. Mười mấy hơi thở về sau, duyện mộng chu mặt bên trên thêm ra một vệt huyết sắc. Thương thế hắn, khôi phục hơn phân nửa, cổ phong lập tức, nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, mở miệng, băng tuyết thánh tông, sẽ không tiêu tán, sau này, bác vực võ giả, mọi người đồng tâm hiệp lực một đồng tu hành. Đế tử đại nhân, người đi làm chúng ta tông chủ đi đối với a à đế tử đại nhân chỉ có ngươi làm chúng ta tông chủ ta bắc vực mới có thể tối cường bắc vực thánh chủ sau này chính là đế tử đại nhân ta đồng ý ta cũng đồng ý trong lúc nhất thời đám người nhao nhao mở miệng bây giờ cổ phong tại bắc vực địa vị đã trải qua đạt tới không người có thể đụng cấp độ đại gia tự nhiên hy vọng cổ phong xem như thánh chủ đa tạ chư vị hảo ý bất quá là năm đó ta tôi tới kia còn tại quấy phá việc này còn cần ta tới xử lý không lâu sau, ta liền sẽ rời đi bắc vực. Cổ phong lập tức nhìn về phía đám người mở miệng, nô bộc, đại gia vừa nghe đến hai cái này chứ, lập tức chính là biết, cổ phong trong miệng nô bộc chính là bây giờ cửu châu chi đế, cổ hàn. Lập tức, tất cả mọi người không tiếp tục nhiều lời. Bọn hắn giờ phút này cũng biết, đế tử đại nhân, bắc vực là lưu không được. Cổ phong nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng, băng tuyết thánh tông mới nhâm tông chủ, chính là huynh đệ của ta, duyện mộng chu cung nghênh thánh chủ cung nghênh thánh chủ tất cả mọi người tại chỗ lập tức hướng phía duyện mộng chu một xá duyện mộng chu tại bắc vực địa vị thâm hậu lần này đại chiến ký bắc lương mặc dù thực lực của hắn không đủ nhưng cũng là toàn lực ứng phó trừ cổ phong đại gia tự nhiên nhất tán đồng chính là hắn phong ca ta chớ muốn từ chối đông vực nơi đó có ấu lăng nam vực nơi đó có tích thủy tỷ tây vực nơi đó có thu hồng mà bắc vực mộng chu ta chỉ tin ngươi Cổ phong nhìn về phía Duyện Mộng Chu, mở miệng, tốt, ta nhất định nhưng không cô phụ phong ca nhờ vả. Duyện Mộng Chu, lập tức trùng điệp gật đầu, tiếp đó, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, bế quan về sau, ta liền sẽ rời đi. Cổ phong lập tức mở miệng, như thế, bác vực triệt để bình định, cổ phong thì là tiến vào băng thần sơn chỗ sâu, bế quan. Lần này bế quan, là muốn đối với lần này đại chiến cảm mộ, làm tổng kết. Đồng thời, bây giờ cổ phong muốn cho bản thân tu vi, ổn định một thoáng sau 7 ngày, băng thần sơn chỗ sâu, trong động phủ. Hô, cổ phong thở vào một hơi, mở hai mắt ra. Bây giờ trong cơ thể hắn trong khí hải, đã trải qua không còn là linh khí, mà là âm sát chi khí. Cổ phong tại Hoàng Kim Thành bên trong Hoàng Kim huyết mạch tu hành, ra ngoại giới, tự thân cũng là đi theo đột phá. Hắn tu vi, bây giờ là sơ nhập địa âm cảnh. Tu vi, đã trải qua ổn định, cổ phong bắt đầu quy hoạch lên tiếp xuống đường. Bây giờ nhân gian, trừ trung vực bên ngoài, Đông vực, Nam vực, Tây vực, Bắc vực đều đã bị cổ phong thu phục, hiện tại cũng là cổ phong người. Chỉ còn lại Trung vực, Trung vực cổ phong tự nhiên muốn đi, bất quá lại không phải hiện tại. So với chém giết cổ hàn, cổ phong càng thêm để ý, tự nhiên là nhu nhi phân thân hạ rơi cùng phụ thân bây giờ vị trí. Thần CMN Hào, chương 1297, phân công, nhu nhi thất tình phân thân, bây giờ đã tìm được 5 cái, hỉ chi phân thân duyệt tuyết, bây giờ tại đông vực Thanh Châu Đan Tiên Tông, liên chi phân thân liên tiên nhi, bây giờ tại Nam vực Dương Châu Hóa Phạm Cốc. Bi chi phân thân bi thanh niên tại Tây vực Hồn Quy Lâm. Nộ chi phân thân đại hỏa nhi tại Cổ Ma Điện, sợ chi phân thân khổng bạch nhi tại Vong Trần Hồ. Như thế, còn còn lại ái chi phân thân cùng hận chi phân thân. Các nàng ở nơi nào? Cổ phong trong lòng tự hỏi. Tại cổ phong xem ra, chỉ cần tìm được nhu nhi bảy cái phân thân, liền là có thể để bọn hắn dung hợp. Như thế chân chính nhu nhi liền sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Như thế, tìm kiếm nhu nhị ái chi phân thân cùng hận chi phân thân, liền thành việc cấp bách. Chỉ là Cổ Phong đang tự hỏi, hai cái này phân người ở chỗ nào? Căn cứ kinh nghiệm Dĩ Vãng, Cổ Phong có ba cái chính hoài nghi chỗ, Dĩ Vãng trừ duyệt tuyết là ở Đông vực Thanh Châu Thiên hảo Thành bên trong phát hiện, mấy người khác, đại hỏa nhi viễn cổ tông môn cổ ma điện phát hiện, mặt khác ba cái phân thân thì là tại ba cái cấm địa bên trong phát hiện. Như thế, Cổ Phong suy đoán, còn thừa hai cái phân thân, vô cùng có khả năng xuất hiện địa phương một là viễn cổ tông môn, hai là duy nhất cổ phong chưa từng đi, nhân gian ngũ đại cấm địa đứng đầu, trung vực tam sinh nhai. Viễn cổ tông môn, trừ cổ ma điện bên ngoài, chính là đạo nhất tông cùng thiên phật tự. Cổ phong phân thân tại cổ ma điện, tự nhiên không thể lại tiến về đạo nhất tông cùng thiên phật tự, mà cổ phong bản tôn cũng không có muốn tiến vào cái này hai nơi ý tứ. Bản tôn tu là trí tôn chi đạo, là đế vương chi đạo, cùng đạo nhất tông ẩn sĩ tu hành chi đạo, cùng thiên phật tự phật đạo căn bản không có quan hệ gì như thế cái này hai nơi không thích hợp cổ phong bản tôn tu hành tam đại viễn cổ tông môn có ngàn năm ước hẹn ngàn năm ước hẹn thời khắc ba đạo viễn cổ tông môn tương ngộ hội luận đạo phật đạo ma đạo tiên đạo ba cái mỗi lần đều muốn phân cái cao thấp căn cứ hỏa nhi nói lần này luận đạo đem tại thiên phật tự tiến hành tức thời ba đại tông môn người đều sẽ đến lâm đây cũng là một cơ hội cổ phong trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu như nhu nhi hai cái phân thân Đúng lúc ngay tại Thiên Phật tự cùng đạo nhất tông bên trong, lấy nhu nhi tư chất, hai cái này phân thân địa vị bây giờ tự nhiên không thấp, cái này ngàn năm luận đạo, các nàng tự nhiên cũng sẽ trình diện. Như thế, đạo nhất tông cùng Thiên Phật tự liền có thể điều tra rõ ràng. Cổ Phong thầm nghĩ, lập tức lại là không khỏi tự nói, ngàn năm luận đạo là đấu văn, mà ngàn năm luận đạo về sau, tiếp xuống ba đại tông môn muốn đi trước Tam Sinh Di Tích chính là đấu võ, Tam Sinh Di Tích, tại nhân gian ngũ đại cấm địa đứng đầu Tam Sinh nhai trọng yếu nhất chỗ. Như thế còn có thể tham viếng Tam Sinh Nhai, Nhu Nhi hai cái phân thân vô cùng có khả năng xuất hiện ba cái địa phương, đều có thể cùng một chỗ tham viếng một lần. Trong lòng đã định, cái này tìm kiếm Nhu Nhi phân thân một chuyện, phân thân để hoàn thành lại không quá thích hợp. Mà Cổ Phong để ý nhất, chính là Nhu Nhi cùng phụ thân, phân thân đến tìm kiếm Nhu Nhi phân thân, bản tôn tự nhiên muốn tiếp tục tìm kiếm phụ thân hạ lạc. Phụ thân hạ lạc, Cổ Phong bây giờ có một đầu mối quan trọng, cái kia chính là khô cốt. Cổ Phong bây giờ trong nạp giới có hai cô có được phụ thân khí tức khô cốt. Thứ nhất đều là tại Kinh Châu Hải vực một hòn đảo nhỏ bên trên, cái này câu khô cốt nghi tâm chỗ có ít chữ, một. Đệ nhị câu là cổ phong tại Lương Châu Hải vực, từ linh bạng hải hoàng cái kia bên trong đạt được tin tức, tìm tới con số, năm, khô cốt. Mà cổ phong một lần kia dùng động hư nhãn, nhìn xuyên hư vô, còn chứng kiến, duyện châu trong hải vực có ít chữ 8, khô cốt. Kinh châu hải vực nơi đó, mộ dưới tấm bia, mộ thất bên trong, thần bí kia bàn tay vị trí, cũng có ẩn chứa phụ thân khí tức khô cốt. Như thế xem ra, tám đại hải vực hẳn là đều có phụ thân lưu lại khô cốt. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, như thế, Cổ Phong có phương pháp hướng, Cổ Phong lần này muốn đi khắp tám đại hải vực, đem phụ thân tất cả khô cốt đều thu thập đủ, lúc kia có lẽ liền là chân chính tìm tới đáp án thời điểm. Mà bây giờ Cổ Phong ngay tại Bắc vực, bắt đầu từ Bắc vực bắt đầu tiến hành. Bắc vực, ký châu hải vực nơi đó, có băng hà hải hoàng mà băng hà hải hoàng hạ tố tố là cổ phong lão hiếu, ký châu trong hải vực khô cốt, hẳn là rất dễ dàng đạt được. Duyện châu hải vực nơi đó là hàn quy hải hoàng, cổ phong mặc dù cùng chưa quen thuộc, nhưng hàn quy hải hoàng tu vi, tối cường cũng sẽ không vượt qua địa âm cảnh, cổ phong có nắm chắc ứng đối, cái này phân thân cũng có thể được. Tây vực, lương châu hải vực nơi đó, cổ phong đã trải qua từ linh bạng hải hoàng trong tay, đạt được con số 5, khô cốt. Ung châu hải vực nơi đó, hải hoàng là lý thất thải, Lý Thất Thải trước đó vừa thấy, cũng đã thần phục cổ phong, cái kia một câu khô cốt cũng là không được làm khó. Nam vực, Kinh Châu Hải vực nơi đó, thần đao Hải Hoàng đã sớm bị cổ phong chém giết, nơi đó con số một, khô cốt cổ phong từ lâu đạt được. Dương Châu Hải vực nơi đó, nơi này hắc xa Hải Hoàng chết ở cổ phong trong tay, nhưng trọng điểm lại không ở nơi này, cái kia trong mộ thất thần bí bàn tay cực kỳ cường hoành, này câu khô cốt cực khó được đến. Đông vực, từ Châu Hải vực nơi đó, là cự giải Hải Hoàng, cái này cự giải Hải Hoàng là Hải Tiên thân tín, muốn từ từ châu hải vực cái kia đạt được đến khô cốt, nhất định phải trực tiếp tới cứng rắn, bất quá từ châu cái này cự giải Hải Hoàng tu vi cũng là địa âm cảnh, không đáng để lo. Thanh châu hải vực nơi đó, là Thiên Kình Hải Hoàng, Thiên Kình Hải Hoàng tu vi vô cùng có khả năng đã trải qua bước vào Thiên Dương cảnh, mà hắn và Hải Tiên cũng không phải là một lòng, việc này cổ phong tấn cấp dựa vào bản tôn cùng hắn liều mạng không sáng suốt. Tổng kết lại, 8 đại hải vực, còn có 6 đại hải vực cần phải đi mà trong đó khô cốt hiếm thấy nhất đến hai nơi một chỗ là dương châu hải vực bởi vì có thần bí bàn tay trấn thủ một chỗ chính là thanh châu hải vực có khả năng đạt tới thiên dương cảnh thực lực thiên kinh hải hoàng cái này hai nơi cổ phong vẻn vẹn dựa vào bản tôn nghĩ tùy tiện xử lý có chút khó khăn bất quá phân thân nơi đó tiếp đó cũng có bản thân chức trách lại cổ ma điện là viễn cổ tông môn lẽ ra không nên tham dự chuyện thế tục lần này phân thân rời đi cổ ma điện đến tham dự bắc vực sửa tình chính là đã trải qua trái với tông môn pháp quy, cũng may cổ phong tốc chiến tốc thắng, bắc vực người cũng đều bị cổ phong ngậm miệng, đại gia sẽ không đem cổ phong phân thân sự tình nói ra. Không dựa vào phân thân lời nói, cổ phong trong lòng tự hỏi, nếu như chính mình có ứng đối sơ nhập thiên dương cảnh võ giả thực lực, đây hết thảy hẳn là liền giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến, cổ phong không khỏi mở miệng, phân thân. Sau một khắc, hư không vỡ vụn, cổ phong phân thân từ trong đó bước ra một bước, lập tức hắn xuất ra vạn ma kỳ trong đó 12 cái âm nhãn ma vương xuất hiện, đồng thời còn có một cái mang theo thiên dương cảnh khí thức tàn hồn, cái này tàn hồn, chính là năm đó côn luân giới cường giả băng tàn. Bất quá hắn, đã trải qua không có có linh trí. Phân thân lập tức vung tay lên, đem 12 cái âm nhãn ma vương thân bên trên ma khí rút ra, tiếp lấy đem vạn ma kỳ thu lấy, trốn vào trong hư không. Cổ phong trước mặt, là 12 cái địa âm cảnh âm hồn, cùng một cái thiên dương cảnh tàn hồn. Lập tức cổ phong đáy mắt, hào quang lóe lên, Luyện chế một người sơ nhập Thiên Dương cảnh hoàng kim thủ vệ, như thế mới có đem tất cả khô cốt tìm khắp đến vốn liếng. Thần CMN Hào, chương 1298 chung, nghĩ xong, Cổ Phong vung tay lên, dung, lập tức, cái này 12 vị địa âm cảnh âm hồn liền bắt đầu dung hợp được, ở tại bọn hắn dung hợp hoàn tất sau. Cái này âm hồn khí tức đã trải qua cực kỳ khủng bố, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía Cổ Phong, đại nhân. Cái này âm hồn là có linh trí? Trước đó cái này 12 cái địa âm ma vương, Cổ Phong để cho bên trong một cái giữ lại linh trí, cái này một cái chính là Lương Khoan, năm đó ở âm quỷ di tích, đem tù binh về sau, Cổ Phong không có giết hắn, là bởi vì hắn có truy phong tai bí thuật. Bây giờ còn lại 11 cái âm hồn không có linh trí, toàn bộ dung hợp về sau, cái này dung hợp âm hồn linh trí, tự nhiên là Lương Khoan. Cổ Phong nhìn lấy Lương Khoan, mở miệng, năm đó ta cho ngươi hứa hẹn, ngươi nếu một lòng quy thuận với ta, ta tất cho ngươi tạo hóa hiện tại lại có một cái trừng đại tạo hóa, đang chờ ngươi. Đa tạ đại nhân, lương khoan nghe xong, trong mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá cái này tạo hóa, cũng phải nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận, cái này dung nhập thiên dương tàn hồn thống khổ, nếu như thành công, ngươi có thể đạt tới thiên dương cảnh, nếu như thất bại, ngươi rất có thể tử vong. Cổ phong nhìn về phía lương khoan, mở miệng lần nữa. Cái này, lương khoan ánh mắt biến hóa, cổ phong nhìn về phía lương khoan mở miệng lần nữa ta cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn ngươi như không được muốn nếm thử ta liền đưa ngươi nguyên thần rút ra sau này vì ngươi tìm một bộ thân thể lương khoan trầm tư chốc lát cuối cùng hắn khắp khuôn mặt là kiên quyết vẻ nhìn về phía cổ phong đại nhân ta nguyện ý thử nghiệm ta bản ngơ ngơ ngác ngác tu hành là đại nhân cho ta hy vọng bây giờ ta nghĩ liều một lần tốt cổ phong gật gật đầu vung tay lên cái kia băng tàn tàn hồn trực tiếp chui vào lương khoan trong miệng lập tức thân thể run lẩy bẩy trọn vẹn bảy ngày bảy đêm cổ phong trước mặt xuất hiện một cái hư ảo hồn thể hắn thân bên trên âm sát chi khí lượn lờ cái kia âm sát chi khí cơ hồ đạt tới một cái đỉnh điểm còn kém một chút như cũng không cách nào làm cho kỳ chân chính đạt tới thiên dương còn kém ra sao cổ phong giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt luyện chế cái này một cái hoàng kim thủ vệ đối với cổ phong tiêu hao không được tiểu chỉ là đến cái này điểm tới hạn nhưng thủy trung không cách nào đột phá qua đi tiểu tử, thiên dương cảnh võ giả, không người nào là trải qua gặp trắc trở, có được vô cùng cảm ngộ mới đạt tới, mặc dù có thiên dương hồn, nhưng đó dù sao cũng là tàn hồn, bây giờ ngươi muốn cho kỳ chân chính đạt tới thiên dương cảnh, nhất định phải gia nhập một chút, có thể cho hắn lột xác đồ vật. Lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên, lột xác đồ vật, cổ phong suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức, trong tay một đạo kim mang bỗng nhiên bay ra, cái này kim mang, chính là lăng mang bây giờ cổ phong lăng chi ý cảnh đã trải qua đại thành cái này lăng mang chi bên trong ẩn chứa lăng chi ý cảnh cực kỳ khủng bố lăng mang trực tiếp chính là chui vào cái này hồn trong cơ thể a à, một đạo giống to từ hồn trong cơ thể truyền ra cái này giống to là lương khoan thanh âm lập tức quỷ dị một màn xuất hiện cái này hồn thể bên trong âm sát chi khí bắt đầu chuyển biến đúng là chậm rãi chuyển biến thành dương cương khí tức đại nhân ta không chịu nổi ta muốn chết lương khoan tiếng kêu thảm thiết truyền ra Cổ phong gặp tình hình, hơi biến sắc mặt, lăng chi ý cảnh, cái này cửu châu giới chỉ sợ cũng chỉ có người một người cảm mộ, loại người bình thường, cưỡng ép đem lăng chi ý cảnh dung nhập thể nội luật sắc thiên dương, tự nhiên không cách nào tiếp nhận, hắn cái này hồn phách muốn sụp đổ, như thế hắn đem hồn phi phách tán, không cách nào tiến vào luân hồi. Lão ngư mở miệng, cổ phong không nghĩ tới, trong quá trình luyện chế, sẽ xuất hiện chuyện thế này, bất quá lập tức trước mắt hồn thể mở miệng, chịu đựng, nhịn xuống giờ phút này thống khổ, chỉ cần ngươi có thể vượt qua đi, sau này ngươi chính là thiên dương cảnh võ giả. Tiểu tử, người đây là phí công, loại người bình thường nguyên thần không đủ để tiếp nhận thống khổ như vậy. Lão ngư thanh âm lại là tại cổ phong trong lòng vang lên. Quả nhiên, đại nhân, ta không được, ta không được, ta không cách nào tiếp nhận, đại nhân, ta không nghĩ cái này sao hồn phi phách tán, ta không nghĩ. Lương khoan trong thanh âm, có thể nghe ra hắn đang chịu đựng như thế nào to lớn thống khổ. Cổ phong thở dài một câu, nhìn lấy hồn thể mở miệng vận mệnh cho phép xem ra ngươi thử sinh tu vi nhất định không cách nào đạt tới thiên dương thử sinh liền thôi ta giúp ngươi tiến vào luân hồi đến sinh lại đi tu hành đi lời nói ở giữa cổ phong vung tay lên đem lương khoan một sợi hồn phách từ hồn trong cơ thể rút ra đa tạ đại nhân cái kia hồn phách trong mắt mang theo giải thoát tâm ý nhìn về phía cổ phong lập tức biến mất ở cái này thiên địa lương khoan chết kết thúc cái này một sinh vừa rồi hắn như có thể kiên trì hắn sau này chính là cổ phong bên người một tên thiên dương cảnh người hầu đáng tiếc hắn không có chịu đựng rút ra vẻn vẹn vẻ lương khoan một sợi hồn phách đối với cái này toàn bộ hồn thể không có ảnh hưởng mà mất đi lương khoan linh trí quấy nhiếu cái này hồn thể đã không còn linh trí cũng cảm giác không thấy thống khổ lột xác ngược lại càng thêm dễ dàng vù chỉ nghe cái này hồn thể bên trên truyền ra một đạo to lớn tiếng oanh minh lập tức một cỗ thuộc về thiên dương cảnh khí tức từ hắn bên trên tiêu tán mà ra Tiếp theo, cái kia hồn thể bên trên hào quang dần dần thu liễm. Cổ Phong trước mắt xuất hiện một đạo khí tức đạt tới sơ nhập thiên dương cảnh hồn thể. Hắn thân bên trên tản ra dương cương khí tức, vẻn vẹn hồn thể, không có nhục thân, tự nhiên khó mà phát huy hắn thực lực cường đại. Cổ Phong bây giờ muốn vì hắn chế tạo nhục thân, chế tạo một bộ hoàng kim nhục thân. Hoàng kim chi lực dung, không chút do dự, Cổ Phong đem tu luyện ra hoàng kim chi lực, điên cuồng rót vào trong đó. Rất nhanh cái này hồn thể chậm rãi có hoàng kim cốt cách, có hoàng kim huyết nhục, có hoàng kim da rẻ, cuối cùng, hắn toàn bộ thân thể bên trên, ngưng luyện ra một thân hoàng kim áo giáp. Cái này hoàng kim áo giáp, đem toàn bộ khuôn mặt đều là bao trùm, vẻn vẹn có thể lộ ra hai mắt. Cái này hai mắt, cũng không phải là ngốc trệ, trong đó tràn đầy trung thành tâm ý. Thành, Cổ Phong trong mắt, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cái này hoàng kim thủ vệ, mặc dù không có linh trí, nhưng bởi vì là Cổ Phong sáng tạo ra, hắn đối với cổ phong có bản năng trung thành cổ phong nhìn lấy cái này hoàng kim thủ vệ trong mắt trung thành tâm ý mở miệng từ hôm nay người tên là trung cái kia hoàng kim thủ vệ không có mở miệng hắn không có linh trí không có tư tưởng sẽ không ngôn ngữ chỉ có bản năng nghe theo cổ phong mệnh lệnh nghĩ đến cổ phong phất tay ngược phải khẩu áo giáp bên trên cô động thành một cái cổ điển trung chữ không nghĩ nhiều nữa cổ phong đi ra động phủ Trung không cần cổ phong phân phó, theo sát đi theo cổ phong bên cạnh. Trung thành cổ phong, thủ hộ cổ phong, tại đem luyện chế ra đồng thời, liền đã trở thành bản năng. Phong ca, người xuất quan, duyện mộng chu cảm giác được cổ phong xuất quan lập tức chạy đến, lúc này mở miệng cười, mà nhìn thấy cổ phong sau lưng cái kia so với thường nhân cao hơn một cái đầu, toàn thân hoàng kim áo giáp bao khỏa chung thời điểm, lúc này ánh mắt biến hóa, phong ca, vị này là. Hắn gọi Trung, là ta hộ vệ, cổ phong mở miệng. Cổ phong mở miệng nhạt nói, hắn thực lực, duyện mộng chu ánh mắt lại là biến hóa, sơ nhập thiên dương cảnh, chương 1299, hộ bảo trận phương thức. Sơ nhập thiên dương cảnh, duyện mộng chu trong nháy mắt ánh mắt đại biến, hắn và cổ phong cùng một chỗ tại Hoàng Kim Thành bên trong đi ra, thế nào không biết đạo cổ phong có một cái mạnh mẽ như thế hộ vệ. Mà có như thế hộ vệ, trước đó cùng ký bắc lương đối chiến, làm sao sẽ để cho xuất thủ. Bất quá duyện mộng chu không có hỏi nhiều, hắn biết cổ phong nếu là muốn nói, nhất định sẽ nói cho hắn. Cổ phong cũng không có giải thích thêm, đương vừa mới luyện chế ra, nhìn thấy, chung, trong mắt cái kia trung thành tâm ý lúc, cổ phong liền không có đem hắn lúc trước binh khí cùng khối lỗi, mặc dù hắn không có suy nghĩ, nhưng cổ phong vẫn là đem hắn xem như một người. Ta muốn rời khỏi, cổ phong nhìn về phía duyện mộng chu mở miệng, phong ca, không cần nhiều lời, sau này huynh đệ chúng ta vẫn có gặp lại ngày, cái này cửu châu, sớm muộn có một ngày, hội có huynh đệ chúng ta cộng đồng khống chế cổ phong nhìn về phía duyện mộng chu mở miệng duyện mộng chu không có nhiều lời trùng điệp gật đầu đi cổ phong nhạt nói lập tức xé rách hư không một bước bước vào trong đó ký châu hải vực bên trên hư không bỗng nhiên vỡ vụn cổ phong từ trong đó bước ra một bước chung tại cổ phong bên cạnh đề phòng bốn phía nên nhìn một chút lão bằng hữu cổ phong cười nhạt lập tức trực tiếp tiến vào trong nước biển mới vừa tiến vào trong nước biển một tên thanh niên anh tuấn chính là gào thét mà tới cảm giác được cái này mạch sinh khí hơi thở trung lập tức bước ra một bước bỗng nhiên một trưởng ấn ra lúc này một mặt to lớn màu vàng kim quang trưởng hiển hiện sừng sững tại trước mặt bành người đến trực tiếp đâm vào màu vàng kim quang trưởng bên trên bị chấn động đến rút lui mà đến hắn mang trên mặt mấy phần kinh ngạc nhìn lấy cái này trung lại nhìn xem cổ phong cổ thúc thúc ngài không biết ta trung không có uy hiếp cổ phong đối với trung mở miệng Trung nghe nói, lập tức thu về bàn tay, cái kia kim sắc quang trưởng tiêu tán, lập tức hắn lại là trung thực đứng ở cổ phong bên cạnh. Ta hộ vệ này không biết ngươi mà thôi, ngươi tiểu tử, cách cách đột phá, lại gần một chút. Cổ phong nhìn về phía thanh niên anh Tuấn, mở miệng cười. Người đến không là người khác, chính là băng hà hải hoàng hạ tố tố con trai, hạ Tuấn. Trước đó cổ phong tới nơi này, cũng là hạ Tuấn mang theo cổ phong đi gặp hạ tố tố. Hắc hắc, nhờ có cổ thúc thúc năm đó cho chất nhi cực âm chi hỏa, gần đây vừa mới lại có lĩnh ngộ hạ tuấn cũng là cười nói đệ tam bộ cùng đệ tứ bộ ở giữa có một đạo cực lớn cái hào rộng thiên kiêu hạng người cũng cần mấy ngàn năm mới có thể vượt qua bây giờ hắn cái này tiến triển đã trải qua tính toán rất nhanh cổ phong lập tức mở miệng ngươi làm sao sẽ tới mụ mụ đã sớm ngờ tới cổ thúc thúc sẽ đến vừa mới cảm giác được cổ thúc thúc khí tức liền để cho chất nhi trước tới đón tiếp hạ tuấn cười nói hắn nhưng là biết bản thân mụ mụ có bao nhiêu sao nhớ thương vị này cổ thúc thúc mà hắn càng là biết vị này của thúc thúc năng lực bắc vực bên trong hắn thế nhưng là liền thiên dương cảnh đại viên mãn ký bắc lương đều chém giết dẫn đường đi cổ phong mở miệng lập tức cổ phong cùng hạ tuấn đi vào hải cung chỗ sâu căn phòng bên trong hạ tố tố sớm đã chờ đợi lâu ngày nhìn thấy cổ phong lập tức kinh hỉ mở miệng cổ phong ca ca vừa nói hắn bước nhanh về phía trước trong nội tâm đối với cổ phong tưởng niệm hận không thể bổ nhào vào cổ phong trong ngực, mà liền tại hắn tiến vào cổ phong trong phạm vi một trượng lúc. Chỉ thấy chung, trực tiếp bước ra một bước, lập tức khí thức quanh người bỗng nhiên bộc phát, đưa tay chính là một trường. Hoàng kim chi lực cô động thành một mặt to lớn màu vàng kim quang trường, trực tiếp ngăn tại hạ tố tố trước mặt. Hạ tố tố cảm giác được hoàng kim quang trường khủng bố, thân thể bỗng nhiên một trận, trực tiếp đậu ở chỗ đó, nhìn về phía cổ phong, trong mắt mang theo vài phần ai oán cổ phong ca ca, đây là. Chung không có uy hiếp, cổ phong không khỏi cười khổ, cái này chung đối với bản thân bảo hộ ý thức thật sự quá mạnh một chút. Cái kia chung nghe nói, lập tức lại thành thật chỗ đứng ở cổ phong bên cạnh. Mụ mụ, đây là cổ thúc thúc hộ vệ, hắn không biết chúng ta. Một bên Hạ Tuấn mở miệng giải thích, Hạ Tố Tố lúc này mới chợt hiểu, như thế nàng hơi đỏ mặt, cũng không dễ lại tới gần cổ phong. Ngươi làm sao biết đạo, ta sẽ đến. Cổ phong cười nhạt, cổ phong ca ca bắc vực bên trong sự tình, Tố Tố đều biết đạo, chỉ hận thực lực mình thấp giúp không được gì. Bây giờ cổ phong ca ca xử lý xong bắc vực sửa tình, tự nhiên sẽ đến tố tố nơi này. Trước đó cổ phong ca ca nâng lên có được cổ đế đại nhân khí thức phần mộ, tố tố đã tìm được. Hạ tố tố mở miệng, dẫn đường, cổ phong trong mắt tinh mang hiện lên. Tại hạ tố tố dưới sự hướng dẫn, cổ phong cùng hạ tố tố đi vào ký châu hải vực chỗ sâu. Cổ phong đám người giờ phút này vị trí là đáy biển, nhưng trước mắt, mặt đất bên trên, lại là có một cái đường kính chừng 10 trượng lỗ đen. Cái này lỗ đen bên trong, một mảnh đen kịt, ra sao đều nhìn không thấy. Từ nơi này lỗ đen bên trong, Cổ Phong cảm giác được phụ thân khí tức. Hạ Tố Tố mở miệng, ta từ nơi này dò xét đến cổ đế đại nhân khí tức, chỉ là cái này trong hắc động có quỷ dị trận pháp, lấy thực lực của ta, năm đó không cách nào xâm nhập trong đó. Lấy thực lực ngươi, đều không thể tiến vào. Cổ Phong không khỏi kinh ngạc mở miệng, Hạ Tố Tố thực lực, cũng có địa âm tiểu viên mãn, trận pháp này có thể thấy được cường hoành. Là Hạ Tố Tố gật đầu, tốt, người ở nơi này bảo vệ đi, ta đi tìm tòi hư thực. Cổ phong mở miệng, lập tức trực tiếp tiến vào trước mắt mặt đất bên trên trong hắc động. Sau lưng, trung đi sát đằng sau, tiến vào cái này lỗ đen bên trong, cổ phong chính là hướng phía dưới kín đáo đi tới. Mới vừa chui vào một trường, trước mắt chính là xuất hiện một mảnh trận pháp. Trận pháp này bên trên, tản ra khí thức quỷ dị, này khí thức không phải thời đại này trận pháp hẳn là có được. Ta dựa vào, tiểu tử, chúng ta phát tài, đây là một tòa hộ bảo trận phương thức A. Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên. Hộ bảo trận phương thức, cổ phong kinh ngạc mở miệng, lão ngư không kịp chờ đợi mở miệng, đúng, trận pháp này không phải thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay trận pháp, bình thường đều là chuyên môn dùng để phong ấn bảo vật, không nghĩ tới phụ thân ngươi có thể tìm tới cái này sao một chỗ tốt, mau mau đi vào, bên trong khẳng định có đồ tốt. Tốt, cổ phong mở miệng, lập tức nhìn về phía trận pháp này trận pháp này cực kỳ phức tạp bất quá lấy cổ phong trận đạo tạo nghệ nghĩ thôi diễn đi ra chỉ là vấn đề thời gian cổ phong thần niệm khuếch tán bắt đầu dò xét trận pháp này mà ở cổ phong dò xét trận pháp này trong nháy mắt trận pháp này bỗng nhiên chấn động lập tức từng đợt linh khí gào thét ra ngưng tụ thành cả người khoác áo giáp cầm trong tay đại phủ người này quỷ dị người khí tức đúng là có địa âm tiểu viên mãn cổ phong trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc quên nói cho ngươi Hộ bảo trận phương thức là có trận linh, một khi có người đụng vào trận pháp, trận này linh đều sẽ xuất hiện đối kháng. Lão Ngư thanh âm lập tức vang lên, giết, cái kia người khoác áo giáp hộ bảo trận linh, trong miệng truyền ra cổ điển thanh âm, lập tức hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới. Mà còn không có đợi Cổ Phong xuất thủ, Sau Lưng Chung trực tiếp bước ra một bước. Không nói hai lời, một quyền hung hăng oanh ra, một quyền này phía dưới, hoàng kim chi lực gào thét, trực tiếp đánh vào cái kia trận linh bên trên.